Sư huynh A Sư huynh tập 96, thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Lý Trường Thọ khiêm tốn cười cười, nói, đây kỳ thật là một trong những biện pháp cuối cùng đệ tử nghĩ ra, sư tổ ngài muốn nghiệm chứng, đệ tử cũng lý giải, nếu thật sự dùng, chẳng qua là cục diện song thua, chỉ cần mấy người thân cận nhất của đệ tử không có việc gì, đệ tử đương nhiên sẽ không nổi điên như thế, sư tổ còn muốn đấu pháp trống rỗng không? Ta đây còn có một ít át chủ bài, có thể điều cấp cho sư tổ nghiệm chứng một phen, sư tổ ngài chỉ cần cho ta thêm mấy tấm miễn tử bài, đệ tử sẽ biểu hiện ra từng cái, bổ sung giải thích tường tận. Hồng Quân đạo tổ cười nhẹ lắc đầu, nói, không cần, khi ngươi nắm giữ loại lực lượng này, đã là có tư cách đánh cờ với bần đạo, ta và ngươi lại đánh cờ trống rỗng, như thế nào? Trong khi nói, Hồng Quân đạo tổ ở bên trong tay áo lấy ra một tấm thẻ gỗ, trên đó viết hai chữ Đông Hoa lần tặng thưởng này, chính là Đông Hoa đế quân Đông Vương công ngươi ra hảo rất tốt, như thế nào? Lý Trường Thọ khẽ cau mày. Hồng Quân đạo tổ cười nói, ở bên trong an bài của bần đạo, Thiên Đình Mộc Công tất có tử kiếp, ngươi nếu như có thể thắng một trận này, bần đạo liền bỏ qua cho Mộc Công một mạng, như thế nào? Lý Trường Thọ buông xuống mí mắt, lạnh nhạt nói, sư tổ, không bằng vẫn là tôn trọng Mộc Công, để lão nên vẫn lạc liền vẫn lạc đi. Ồ, Hồng Quân đạo tổ thoáng có chút không hiểu, vì sao? Đệ tử không làm được giống như sư tổ, có thể tùy ý dùng tính mạng của người khác làm tặng thưởng cùng với tiền đặt cược, sư tổ có thể thông qua vẽ xuống mệnh đồ sinh linh, để ước thúc sinh linh hoạt động ở trong thiên địa, đây là sự tình thiên đạo hay làm, tối thiểu nhất coi như có chương trình tự nhiên, đây cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng sư tổ trực tiếp ra tay định sinh tử của một sinh linh, khó tránh khỏi có chút quá phận. Lý Trường Thọ hoãn thanh thở dài, đại khái, đây chính là chi phối tuyệt đối của cường giả đối với kẻ yếu. Thiên Đình đang kiên trì lý niệm sinh linh mạnh yếu không can dự lẫn nhau, mà sư tổ đứng ở sau lưng Thiên Đình, lại tùy ý định sinh tử của tiên thần Thiên Đình, điều này khó tránh khỏi có chút quá mức châm chọc. Hồng Quân cười nói, Hồng Hoang từ xưa như thế. Lý Trường Thọ nói, Hồng Hoang dù sao cũng nên diễn hóa về phía trước, quy tắc chính là cường giả cùng với người thắng chế định, sư tổ ngài đối với định nghĩa cường giả cùng với kẻ yếu không khỏi quá mức hẹp hòi, Trường Canh, ngươi sẽ thật sự lưu ý tính mạng của sâu kiến. Đạo tổ tiện tay điểm ra hai chén trà, một chiếc ấm tử sa, rót một chén trà cho Lý Trường Thọ, cười nói, thật sự sẽ để ý sao? Kỳ thật sẽ không, khi ngươi muốn về phía trước, một chân đã bước ra, sâu kiến dưới chân đối với ngươi chẳng khác gì đất cát, ngươi sẽ không vì bọn hắn mà thu chân lại, Trường Canh hẳn chỉ là nói một số lời đường hoàng ở đây, từ đó làm bần đạo dao động đạo tâm. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn, hẳn phải chết hướng sinh, là xu hướng chung của sinh linh cho dù ngươi xuất phát từ nội tâm nghĩ đến, việc trở nên mạnh mẽ là vì thủ hộ. Vì hy sinh tốt hơn, nhưng trên bản chất, không phải là để tìm kiếm khoái cảm và sự ưu việt trước kẻ yếu sao? Cường giả tồn tại, bản thân chính là áp bách và bóc lột đối với kẻ yếu, loại bóc lột này trở nên trực tiếp hơn một chút, có cái gì không được? Lý Trường Thọ không khỏi trầm mặc một hồi lâu, sau đó cười nói, cho nên nói, sư tổ ngài đối với định nghĩa mạnh yếu quá mức hẹp hòi, Hồng Hoang không giống với quê nhà ngươi. Hồng Quân thấm thía nói, ở trong này mạnh lên, chính là pháp lực của ngươi, thần thông của ngươi, pháp bảo của ngươi, đạo của ngươi. Lý Trường Thọ nói, vậy theo lời sư tổ nói, tôn trọng tiên pháp cùng với tôn trọng tiền tài ở quê nhà ta lại có cái gì khác biệt? Bản chất cả hai cũng không khác biệt, sư tổ ngài sai rồi. Hồng Quân đạo tổ hơi ngừng lại, nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, lạnh nhạt nói, ồ, sai từ đâu tới, ngươi lại định nghĩa đúng sai như thế nào? Sư tổ lén đổi khái niệm. Lý Trường Thọ cười nói, tiên không phải là dựa vào việc ngươi thu được bao nhiêu linh khí, cũng không phải là ngươi dùng một quyền có thể đánh nát núi non hay là đánh nát đất đá để định nghĩa. Theo như quan điểm của sư tổ ngài, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi hệ thống xếp hạng, luyện khí sĩ thực tập, luyện khí sĩ học đồ, luyện khí sĩ chuyên trách, luyện khí sĩ đạo sư, luyện khí sĩ nghiên cứu viên, luyện khí sĩ nghiên cứu viên lâu năm. So sánh với hệ thống tu hành sư tổ ngài lập ra cho Hồng Hoang, luyện khí, hóa thần, phản hư, quy đạo, nguyên tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la, cả hai có gì khác biệt sao? Chẳng qua là sự hiểu biết sâu sắc hơn về đạo, tăng cường khống chế đối với linh khí, đây chỉ là hệ thống sức mạnh, những người không ngừng leo lên trên đó cũng chẳng qua là luyện khí sĩ không giống với phàm nhân. Sư tổ, tiên là như thế nào? Lý Trường Thọ hỏi ngược một câu như thế, lại không đợi đạo tổ trả lời, liền phối hợp nói tiếp, tiên ở bên trong linh khí, lấy rõ ràng, tịnh, không, linh chi ý ta tự tâm tiêu giao, hồng trần không sở buộc, đây là tiên hồng trần thiên địa tự thanh tịnh, cư cao hái sương mai, đây là tiên xuất trần tiên là thanh nhã, thanh chính, linh hoạt kỳ ảo, tự nhiên, là cảnh giới sinh linh thăng hoa tại truy cầu sinh mệnh, là tâm cùng với ý lột xác, là diệu cảnh sinh linh cùng với tự nhiên chung sống. Cũng không phải là tu vi cao thấp quyết định, trên đường gặp chuyện bất bình, rút kiếm hộ kẻ yếu, trung quân thủ biên giới, bảo vệ mạng sống người dân vương hầu thảo có gan, người không phân quý tiện thân này mặc dù yếu ớt, ánh nến rượu sao trời, đây cũng là tiên, bọn họ là tiên hiệp khách, mà chuyện xưa của bọn họ, tự nhiên là tiên hiệp sư tổ, ngài xem Hồng Quân đạo tổ, đánh cờ trống rỗng này nếu không làm, như vậy bần đạo coi như, người thua một trận này. Lý Trường Thọ không khỏi cười khổ. Đạo tổ lạnh nhạt nói, thiên địa lúc này, vẫn là bần đạo định đoạt, nếu Trường Canh ngươi quan tâm đến những hình thức này,
Bần đạo liền đổi thuyết pháp, cho ngươi một cơ hội cứu Mộc Công, ngươi cầm hay là không cầm? Lý Trường Thọ nhíu mày suy ngẫm, trong rừng lâm vào tĩnh lặng một lần nữa, cầm đây không giống nhau sao? Đây không giống nhau, A Hồng Quân cười khẽ, phất tay áo đảo qua bàn đá trước mặt, tới đi, đánh cờ trống rỗng, thương Chu thắng thua. Lý Trường Thọ cười khổ càng đậm hơn, như vậy Mộc Công chẳng phải là chết chắc. Hồng Quân đạo tổ cười nói, ngươi làm nhiều bố trí như vậy, phần thắng Thương Quốc lúc này vượt qua 7 thành, sao lại nói ra lời ủ rủ như vậy? Từ đâu ra 7 thành, chẳng qua 1-2 thành mà thôi. Lý Trường Thọ thở dài, đạo tổ ngài sau khi hợp đạo, đã mất đi rất nhiều thứ, có nhiều thứ bởi vì năm tháng quá xa xưa, ngài đã không thể hiểu được hoặc là nói, cũng không muốn hiểu mà thôi. Nếu sư tổ đã có nhã hứng như vậy, đệ tử tự nhiên phụng bồi. Hồng Quân đạo tổ lập tức cười đến híp cả mắt, trong tay điểm nhẹ, bàn đá trước mặt lập tức nổi lên một bộ hư ảnh sơn thủy đồ. Lập thể vô số sinh linh ngưng tụ thành điểm sáng ở trên đó, giống như là quân cờ trò chơi xa bàn chân thật trận thứ hai này, Lý Trường Thọ đã là thận trọng xem như chính mình thua. Nếu như thế, chính mình cùng với đạo tổ đã là một giờ một phút ngang ai đạo tổ, lão gia này khao khát chiến thắng có thể so với lão đại gia đánh cờ ven đường, khẳng định sẽ lôi kéo chính mình đánh trận thứ ba. Trận thứ nhất nghiệm chứng át chủ bài của Lý Trường Thọ, để xác định xem hắn có đủ tư cách chơi cờ hay không, trận này hắn thắng trận thứ hai sinh tử thương chu, đại khái phải thua một trận này, trận thứ ba, xiển tiệt chi chiến. Hẳn là vậy, đạo tổ quả thật lợi hại, động thái này, nhìn qua tựa hồ chỉ là đánh cược với chính mình, nhưng trên thực tế là buộc hắn phải đưa ra lựa chọn, trực tiếp tước bỏ quyền hạn người phụ trách phong thần đại kiếp, không có cách nào tiếp tục can thiệp phong thần đại kiếp, để hắn tỏ rõ lập trường hắn muốn thông qua phong thần đại kiếp, tiếp tục tích lũy phần thắng đối với thiên đạo, đã là rất không có khả năng. Nếu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đạo tổ sẽ đơn giản hóa đánh cờ, ở bên trong khoảng thời gian ngắn đạt tới kết quả đạo tổ muốn, hoàn thành trình tự cuối cùng của phong thần đại kiếp áp thánh. Đạo tổ ngày hôm nay hiện thân tiểu Quỳnh Phong, tương đương với thiên đạo hạ tràng, trực tiếp định trụ biến số lớn nhất, từ đó làm bàn cờ lớn phong thần này, tiếp tục đi theo kịch bản thiên đạo, sẽ không nhận biến số quấy nhiễu. Quả nhiên là hay, xem ra trận chiến giữa Chu cùng với Thương còn có chút thời gian. Đạo tổ cười nói, bần đạo trước đây đều là thấy tiểu nha đầu Linh Nga nấu đồ ăn, cũng không biết tư vị như thế nào. Lý Trường Thọ cười nói, sư tổ ngài chờ một lát, đệ tử sẽ đi an bài. Nói xong, Lý Trường Thọ đang định đứng dậy, Hồng Quân đạo tổ lại nói, ai, ngồi đi, dẫn âm không thể sao. Linh Nga mặc dù chỉ là kim tiên bình thường, nhưng bần đạo xác thực vô cùng yêu thích đối với nàng, nếu ngươi và ta không tranh chấp lý niệm, đấu tranh lập trường, bần đạo đều muốn để nàng đi Tử Tiêu cung ở một thời gian, đáng tiếc, nếu làm vậy, ngươi e là sẽ trực tiếp nổ thiên địa này, yên tâm đi, bần đạo nếu muốn trực tiếp ra tay, vào trước khi ngươi ngã xuống, tuyệt sẽ không động nàng, coi như động nàng cũng chỉ giống như Hằng Nga, bỏ đi ký ức coi như xong. Đây không phải nói dối, bần đạo năm đó, cũng từng nói điều này với tiền bối của ngươi. Một già một trẻ nhìn nhau một hồi, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, triệt bỏ kết giới bên ngoài phòng bài bạc. Sư muội, đi làm đồ ăn ngon cho sư tổ. Linh Lị, mang một chút thịt nướng tới. Hồng Quân cười nói, nhớ rõ làm thêm hai đầu linh ngư, bần đạo đã lâu không có cảm giác thèm ăn. Lý Trường Thọ, đây có tính là tư địch hay không? Bên trong phòng bài bạc, Linh Nga cùng với Trung Linh quay mặt nhìn nhau, Hùng Linh Lị nằm sấp bên cạnh mơ mơ màng màng duỗi lưng một cái, khóe miệng lưu lại nước mắt cảm động. Sau một bữa tiệc lớn, đạo tổ hóa mộc độn thành một chiếc ghế dài lớn, thoải mái nằm ở đó. Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị thu dọn những chiếc đĩa trống, cúi chào rời đi, họ không hề cảm thấy cảm giác áp bách gì, chỉ cảm thấy tay chân có chút run rẩy và hoảng sợ. Trường Canh, ngươi còn có bố trí gì không? Đánh cờ trống rỗng mà sư tổ ngài nói, thế nhưng là thôi diễn. Không, không thôi diễn, đạo tổ lạnh nhạt nói, hồng hoang chẳng qua là một bàn cờ, thôi diễn, giả thiết thì có ích lợi gì? Để việc này tiếp tục phát sinh là được, ngươi nếu như không làm bố trí, bần đạo cũng không có gì có thể bố trí, liền thúc đẩy năm tháng đến lúc Thương cùng với Chu quyết chiến, xem kết quả là được. Sư tổ, không bằng liền chờ một khoảng thời gian. Lý Trường Thọ nói, đệ tử cũng muốn nhiều tìm hiểu một chút thiên địa. Được thôi, đạo tổ cười nói, chỉ là sợ ta và ngươi sau khi buồn chán có chút xấu hổ, nếu là như vậy, bần đạo trước tiên nghỉ ngơi một hồi, đợi Thương Chu chi tranh kia ra kết quả, ta và ngươi lại định thắng bại một trận này, từ giờ trở đi ai can thiệp sẽ thua, được chứ? Đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Đạo tổ ngồi ở trước mặt chính mình, tâm thần chính mình tất nhiên là phải quy hết về bản thể, không dám có chút phân thần. Đạo nhân giấy ở các nơi ngừng hoạt động toàn bộ muốn can thiệp, cũng phải có dư lực mới được. Nấc đạo tổ nào đó vỗ vỗ bụng, lộ ra một chút mỉm cười thỏa mãn, lẩm bẩm nói, có người làm bạn, cũng coi như không tệ, vì sao nói một ngày bằng một năm. Đối với Linh Nga cùng với hỗn độn Trung Trung Linh mà nói, khoảng thời gian này thực sự giống như một ngày bằng một năm, không dám rời khỏi tiểu Quỳnh Phong, không dám ngông cuồng nghị luận, không dám run rẩy, không dám thở mạnh. Linh Nga vốn rất bình tĩnh trước sự xuất hiện của đạo tổ, cảm thụ được cảm giác áp bách đến từ đạo tổ, cũng bắt đầu trở nên lo âu. Nhưng mà, đạo tổ cùng với sư huynh nhà mình như là thần du bên trong kịch đấu, sau khi ăn một bữa, liền bất động ở trong rừng, không khí còn hơi có chút tường hòa ở dưới hỗn độn chung. Linh Nga nhìn vách chuông, trong suốt trước mặt, nhỏ giọng hỏi, sư huynh không có sao chứ? Giống như không có việc gì, tiếng nói của Trung Linh mang theo tràn đầy không xác định, nhưng lại hình như có việc, hiện tại như là xen vào ở giữa có việc cùng với không có việc gì, chúng ta không đi qua,
là không có cách nào xác định hắn không có việc gì. Linh Nga không nhịn được đưa tay nâng trán. Bạn đang xem Sư Huynh à? Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Đã bao lâu rồi, đã mấy trăm ngày đêm rồi, bọn họ tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Trung Linh tặc lưỡi, không nhìn ra. Sư Huynh ngươi thật sự lợi hại, ngay cả một kẻ tàn nhẫn như đạo tổ cũng đều lộ vẻ mặt ôn hòa. Linh Nga nhỏ giọng nói, có thể là sư tổ thật sự yêu thích Sư Huynh. Không có khả năng, Trung Linh ngâm khẽ vài tiếng. Đại đạo cân đối của Sư Huynh ngươi liền chú định hắn đối lập với thiên đạo. Được rồi, Linh Nga suy tư một hồi, nếu không ta đi mời Ngọc Đế bệ hạ tới một lần, đừng có sinh thêm sự cố. Trung Linh dặn dò, Ngọc Đế bệ hạ chẳng qua là đệ tử của đạo tổ, ngươi đi tìm y thì có ích lợi gì? Dựa vào y cầu tình đạo tổ sao? Lúc này lập trường của Ngọc Đế hết sức khó xử, quyền hành của y là đạo tổ cấp, nếu như bởi vì Sư Huynh ngươi trở mặt với đạo tổ, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên lúc này mời Ngọc Đế bệ hạ không bằng mời Thái Thanh thánh nhân, như vậy có thể đi tìm Thái Thanh lão sư sao? Ngươi đần à, Thái Thanh thánh nhân mạnh như vậy sao có thể không nhìn thấy đạo tổ ở đây? Hỗn độn trung duỗi ra một cánh tay nhỏ ngưng tụ từ linh lực gõ vào đầu Linh Nga, trở đi nói không chừng một lát nữa bọn họ liền động. Linh Nga tiếp tục nhìn vách chuông trong suốt trước mặt, nhìn chăm chú vào tình hình bên trong phòng trà, thoáng có chút xuất thần không có dấu hiệu nào. Lý Trường Thọ cùng với đạo tổ đồng thời có hành động. Lý Trường Thọ mở mắt nhìn về phía xa bàn trước mặt, khóe miệng đạo tổ lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nhưng lại chưa mở mắt. Trên xa bàn hiển hiện tại khu vực trung bộ Nam Thiệm Bộ Châu, từng điểm sáng hội tụ từ các phương sự kiện chu phạt thương đã bắt đầu. Đại thương dùng trọng binh chấn giữ hùng quan bát phương, một lượng lớn tinh nhuệ thương quân vào giờ phút này lại đang tấn công các lộ chư hầu đông bộ, đã là gần như đánh xuyên qua thế lực Khương gia. Con trai Khương Hoàn Sở, Khương Văn Hoán cầu viện Chu Quốc, Vũ Vương Chu Quốc Cơ Phát triệu tập chư hầu tại triều Ca thành hội minh, thương quốc phòng thủ tứ phía, áp lực đột nhiên gia tăng. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú các cửa ải thương quốc hiện ra phía trên sa bàn, lặng lặng quan sát động tĩnh các lộ. Nửa tháng sau các lộ chư hầu phần lớn vô công, thậm chí chư hầu Bắc lộ còn phát sinh nội chiến, có một bộ phận chư hầu một lần nữa hiệu chung đối với thương quốc, cũng đã nhận được quốc quân thương quốc tiếp nhận. Mà tại Tây lộ, Chu Quốc tuy có một lượng lớn tiên nhân xiển giáo tương trợ, nhưng binh lực tự thân cũng không tính hùng hậu, mặc dù liên tục phá lưỡng hùng quan, nhưng binh lực hao tổn nghiêm trọng, cũng không có cách nào tiếp tục thúc đẩy. Tiên nhân xiển giáo tương đối coi trọng danh dự, tự thân, phần lớn chỉ là ra tay đối phó với một ít luyện khí sĩ, hỗn tạp ở trong thương quân coi như là Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, những đệ tử xiển giáo mang theo chức trách, cũng chỉ là vào lúc xông trận thực hiện một chức trách của một võ tướng phàm nhân, nên có lúc này, con gái thiên đế, đồ đệ Thái Bạch Long Cát công chúa, đã là vào Chu Doanh, đặc biệt phụ trách hiệp trợ Dương Tiễn, chiếu cố tiểu Na Cha, ngày bình thường tham gia tiểu hội trước khi tham gia chiến đấu, bởi vì danh tiếng quá mức dọa người, bình thường cũng không ai dám trêu chọc đệ tử của cụ Lưu Tôn. Thổ Hành Tôn, đệ tử của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân Hoàng Thiên Hóa, Dương Nhâm, cũng đã liên tiếp vào quân doanh Chu Quân. Thổ Hành Tôn kia am hiểu thổ độn, nhưng phẩm tính có chút không hợp, trước đây còn coi trọng một vị nữ tướng trong trận doanh thương quân, dựa vào tiên pháp bắt làm tù binh tới, muốn tiêu dao khoái hoạt vào buổi tối. Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử nghe nói việc này, lập tức nhíu mày một hồi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thổ Hành Tôn làm như vậy, Long Cát công chúa kia càng là, có chút tức giận, trực tiếp trích dẫn lời dạy của sư phụ nhà mình, thuyết phục Dương Tiễn cùng với Na Cha cùng nhau ra tay. Dương Tiễn dùng bí pháp biến hóa, hóa một bức tượng gỗ thành bộ dáng nữ tử xinh đẹp, Na Cha đánh ngất xỉu Thổ Hành Tôn, đặt Thổ Hành Tôn cùng với người giả kia chung một chỗ, Long Cát công chúa trực tiếp lấy ra hai loại đan dược sư phụ cấp cho Tâm Hỏa Thiêu, cho Thổ Hành Tôn phục dụng, tiên thú tuyệt tính đan khống chế dược tính đi sau đêm hôm đó, khó mà nói, rất phức tạp, nhân loại sáng chói cùng bóng tối của thú tính không ngừng đan xen, bông hoa tà ác nở ra cuối cùng cũng nhanh chóng tàn lụi. Kể từ đó về sau, Thổ Hành Tôn như là đổi tính nết, nhìn thấy nữ tướng địch quân trực tiếp hạ sát thủ không thương tiếc, không có nửa điểm lưu tình. Trong quân nhìn thấy đám nữ tiên Long Cát công chúa cũng là không dám liếc nhìn thời khắc thánh hiền bản vĩnh chú một phương thương quân, bởi vì cái chết của thái sư Văn Trọng nhìn như thiếu sự duy trì của tiên tiệt giáo, nhưng thân báo mấy năm này ở các tiên đảo không ngừng khuyên chúng tiên đừng đi sống mái với xiển giáo, dẫn đến rất nhiều tiên tiệt giáo thượng đầu vụn vặt lẻ tẻ chạy đến Nam Châu, cũng hội tụ một nhóm lớn kiếp hôi vì ngăn trở lộ tuyến Chu quân tiến lên. Đế Tân điều đi binh mã mấy chục vạn phụ trách phòng vệ phía tây triều Ca thành Đế Tân, ngự giá Đông Trinh, muốn sớm kết thúc chinh phạt phía đông, toàn lực thu thập Chu Quốc đại thương như là đến tử kiếp, mà bình định Đông, Tây bá hầu, chính là mấu chốt đại thương độ kiếp phàm tục chiến hỏa khốc liệt, lực lượng đại kiếp ở dưới từng vị tiên sĩ chết đi, dần dần suy giảm. Đế Tân Đông Trinh, cổ vũ sĩ khí thương quân rất lớn, các lộ chư hầu đông bộ không ngừng lùi bước, phòng ngự, tựa hồ trong vòng 1-2 năm liền sẽ triệt để bị Đế Tân thu phục đại thương, đường càng chạy càng rộng, mà con đường của chư hầu dần dần có chút bị chặn lại ở bên trên. Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ nhìn chăm chú đủ loại tình hình bên trên sa bàn, trong mắt lộ ra một chút suy tư, lại không có nửa điểm cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Tương phản, Lý Trường Thọ đã thấy được hố to trên con đường phía trước của Đế Tân, chỉ có thể nói ngự giá Đông Trinh nhìn như cao minh, kỳ thực lại làm cho Đế Tân cách xa địa phương quyền lực hạch tâm thương quốc. Vương Thúc Tỷ can tạm thay quốc chính, nếu là sự án phán án tất nhiên là nhất tuyệt,
nhưng cảm giác uy hiếp hơi có vẻ không đủ trong lúc nhất thời. Chiều Ca Thành xuất hiện dòng nước ngầm, mà dòng nước ngầm này gần như lộ ra ngoài ánh sáng đối với một số người hữu tâm. Bây giờ là cơ hội cuối cùng của họ nếu để Đế Tân bình phục nơi Đông Bộ. Thanh thế chư hầu suy yếu, Chu Quốc cho dù có tiên sĩ phương ngoại trèo trống, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Đế Tân, trừ phi tiên sĩ không để ý quy củ, trực tiếp đổ sát phàm nhân trường canh. Vì sao trông không vui chút nào? Đạo tổ mỉm cười hỏi, hiện giờ thế cục đối với Thương Quốc một mảnh tốt đẹp, người tựa như cũng sắp thắng trận thứ hai, thế nhưng là cảm thấy chỗ nào không ổn. Lý Trường Thọ cười thở dài, lúc này Thương Quốc chỉ có không tới 3 thành cơ hội chiến thắng. Người đối với dự đoán phần thắng quá mức tiêu cực. Hồng Quân đạo tổ ôn hòa nói, rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể ước tính một cách lạc quan, cũng không cần chuẩn bị trường hợp xấu nhất cho tất cả mọi chuyện. Lý Trường Thọ đột nhiên hỏi, sư tổ, ngài cảm thấy vị nhân hoàng Đế Tân này như thế nào? Đạo tổ đáp nói, bên trong phàm tục xác thực xem như nhân trung long phượng, nếu như sinh tại thượng cổ, thí dụ như thời gian Hiên Viên cùng với Si Vưu đại chiến, cũng có thể đại triển quyền cước. Y trước đây 99 thế đều ở phía dưới bần đạo nhìn chăm chú, bản tính y như thế nào, bên trong thực chất mang theo tính nét gì, bần đạo tất nhiên là nhất thanh nhị sở, chỉ tiếc y sinh ở phàm tục, hơn nữa còn là đại thương mặt mệnh. Trường canh, ngươi cảm thấy Đế Tân như thế nào? Bình thường Lý Trường Thọ nói, đứng tại góc độ Thương Quốc mà nói, tuy không có quá nhiều sai lầm, nhưng cũng không có thành tích gì. Cũng ví dụ như, hắn muốn thanh tẩy sạch ảnh hưởng của Khương Hoàn Sở đối với Triều Ca Thành, lúc thụ ý phí trọng vưu hồn phối hợp đắc kỷ hãm hại Khương Vương Hậu, y mặc dù muốn để cho chính mình lòng dạ ác độc, giết chết trưởng tử, thứ tử do Khương Vương Hậu sinh ra, nhưng chung quy là do dự, để ân hồng ân giao có cơ hội được tỷ can cứu giúp. Đối với vị trí hoàn cảnh của y mà nói, muốn để cho chính mình tàn nhẫn một chút lại không tàn nhẫn nổi, đây chính là thất bại lớn nhất của y. Đương nhiên, việc này mất nhân nghĩa, chỉ là phân tích từ góc độ đại thương trong ngoài đều khốn đốn. Ngươi nhìn một chút. Đạo tổ cười nói, ngươi chính là quá nghiêm khắc. Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục nhìn chăm chú Triều Ca Thành bên trong sa bàn, rất nhanh liền nói một câu, chẳng qua có một chút, ta là thật sự thưởng thức Đế Tân. Ồ, điểm nào? Cốt khí Lý Trường Thọ cười nói, mặc dù vị nhân hoàng Đế Tân này, bên trong thực chất không quả quyết, làm việc đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, bị người thổi phồng liền bành trướng, nhưng y từ khi đăng vị đến hiện tại, từ đầu đến cuối có một phần ngạo cốt, đệ tử năm đó hóa thân đại sử Triều Ca Thành, y đã từ trong miệng Văn Trọng biết được đệ tử có thể giúp bọn hắn, nhưng đệ tử cự tuyệt một lần, y liền không lại nói thêm, thậm chí lúc thấy ta tại Nữ Oa miếu, cũng chỉ là chào hỏi vài tiếng. Bây giờ, đắc kỷ chắc hẳn đã nói tất cả tranh đấu xiển tiệt cho Đế Tân, Đế Tân lại không có một lần chủ động đi tìm tiệt giáo cầu viện, càng làm cho ta khâm phục. Đối với y chính là, y lúc này còn đang tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, từ đầu đến cuối không có đối với lão sư của y Văn Trọng đề cập qua sự tình chính mình tu hành, dùng đan dược kéo dài tuổi thọ, đây chính là ngạo cốt của nhân hoàng phàm tục. Đạo tổ chậm rãi gật đầu, cười nói, tự phụ mà thôi. Có lẽ vậy. Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục nhìn chăm chú cục diện trong đó, hỏi, nếu trận này đệ tử thua, sư tổ thế nhưng là sẽ trực tiếp lấy tính mạng của Mộc Công? Hồng Quân đạo tổ nói, đương nhiên sẽ không, chỉ là sẽ an bài chút kiếp nạn vào sau đại kiếp. Hạo Thiên bây giờ là chúa tể tam giới, bần đạo ẩn cư phía sau màn, tất nhiên là muốn chú ý đến mặt mũi của thiên đế Hạo Thiên, sẽ không trực tiếp động đến ái thần của y. Vậy đệ tử an tâm. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, vừa lúc nhìn thấy điểm sáng màu vàng đại biểu cho nhân hoàng Đế Tân, y nhanh chóng từ phía đông trở về Triều Ca Thành, không khỏi thở dài một hơi, nhắm mắt lại, chín thành là thua. Đêm tối, tiếng vó ngựa cuồn cuộn vang lên từ phía đông thành Triều Ca Thành, đã quấy dày không ít phàm nhân ngủ say. Cung đại vương bỏ hoang mấy tháng nay sáng rực rỡ, bên trên Trích Tinh lầu đã phủ lên cây đèn sáng tỏ một lần nữa. Phi tử được sủng ái nhất trong cung đang trang điểm trước bàn trang điểm. Không bao lâu, có cung nga tiến về phía trước bẩm báo, nương nương, đại vương đã vào cung triệu tập chư vị đại thần nghị sự. Lúc này vừa mới trở về, đắc kỷ mím mím khóe miệng, không nhịn được oán trách một tiếng, cầm trang giấy trong tay kia ném sang một bên, khi nào đại vương đến lại gọi ta, ta đi ngủ trước. Cung nga xung quanh từng người đáp ứng một tiếng, hầu hạ đắc kỷ đi lên giường nghỉ ngơi tại đại vương cung. Trong một chỗ thiền điện, Đế Tân ngồi ở bên trên vương tọa, nhấc tay vịn cái trán, trên mặt mang theo mệt mỏi nồng đậm, lại vẫn giữ tinh thần, nghe chư đại thần phía dưới nói về các vấn đề quân vụ chính vụ tỷ can. Nói xong tình hình Triều Ca Thành, hơi có chút muốn nói lại thôi. Đế Tân nói, vương thúc có chuyện cứ nói thẳng là được, đại vương, phải chăng điều một chút binh lực tới từ biên quan? Tỷ can nghiêm mặt nói, bây giờ thủ quân Triều Ca Thành không nhiều, nếu có người sinh sự, điều động phòng vệ sẽ có chút căng thẳng, trong cung không phải còn có rất nhiều thị vệ? Đế Tân cau mày nói, hiện giờ các lộ đều có chư hầu làm loạn, Chu Quốc dựa vào những chi sĩ phương ngoại đó nhiều lần xâm chiếm, nếu như không có đầy đủ binh lực chỉ sợ chống đỡ không nổi. Triều Ca Thành tường cao thành kiên, cũng không cần lo lắng quá mức. Như vậy, để Phi Liêm điều động một chút thanh niên trai tráng thương dân, bổ sung cho việc phòng thủ. Lại có đại thần nói, bệ hạ, tế điển tiên tổ tại nửa tháng sau liền có thể chuẩn bị tốt, ngài thế nhưng muốn lập tức trở về phía đông? Không sai. Đế Tân chậm rãi nói, quả nhân thân chinh, tướng sĩ đại thương chúng ta anh dũng giết địch, đánh nhiều thắng nhiều, tình thế một mảnh tốt đẹp, thêm nửa năm nữa, Đông Bộ liền có thể giải quyết dứt khoát, khi đó nguy cơ đại thương chỉ còn tiểu nhi cơ phát phía tây,
không đáng để lo. Lần này quả nhân trở về triều Ca Thành, một là ổn định đại cục, hai là làm tế điện tiên tổ. Chẳng qua chẳng diện tế điện tiên tổ không cần quá lớn, làm thịt chút dê bò tế tự là được, bảo những phù thủy kia cũng đừng nhàn rỗi, nên dùng liền dùng. Hiện giờ đại thương chính là lúc đại chiến với phản thần, chư vị tiên tổ hẳn cũng sẽ không để ý việc này. Chúng thần tuân mệnh. A Đế Tân ngáp một cái, chư lão thần phía dưới thấy thế liền muốn cáo lui, lại nghe Đế Tân nói, mấy vị ái khanh phụ trách điều động lương thảo vũ khí các bộ lưu lại, cẩn thận bẩm báo chi phí mấy tháng này, cho quả nhân mấy vị lão thần khom người lĩnh mệnh. Tỷ can cùng với chư vị đại thần cáo lui rời đi. Ánh nến trong đại điện không ngừng nhảy lên, đại vương bên trên vương tọa kia càng trông có vẻ già nua, mặc dù sắc mặt mệt mỏi, nhưng tinh quang trong mắt vẫn không hề phai nhạt. Bên trên tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ vẫn là nhắm mắt ngồi ngay ngắn, ngược lại là Hồng Quân đạo tổ giờ phút này hai mắt nửa mở, có chút hăng hái nhìn chăm chú vào thế cục Nam Châu, tựa hồ tại nhìn sự tình sung sướng gì tại trung bộ Nam Châu. Trong quân doanh Chu Quân Đông Trinh mấy vị tướng lĩnh họ Cơ khom người cáo lui, đại trướng của Vũ Vương Cơ Phát một lần nữa trở nên vắng lạnh. Một bên có Cung Nga tiến về phía trước, cởi khôi giáp cho Vũ Vương. Vị đại vương khuôn mặt trung niên này rất nhanh liền nằm ở trên giường, trong mắt tràn đầy ưu sầu. Tình huống vì sao có chút khác biệt với các tiên nhân xiển giáo nói? Không phải nói mệnh số đại thương không còn mấy năm sao? Vì sao hiện giờ lại có dấu hiệu trung hưng? Đế Tân Đông Trinh, tốc độ Khương gia Đông Lộ sụp đổ gia tăng, viễn siêu dự đoán của các lộ chư hầu bây giờ. Trong lòng đa số chư hầu đều có lo nghĩ, nếu như đại thương có thể ở bên trong khoảng thời gian ngắn thu phục 600 thành Đông Bộ, nhất định sẽ có không ít chư hầu một lần nữa hiệu chung đối với đại thương Cơ Phát. Đối với tình hình như vậy, đã sớm thấy nhiều không trách. Y bây giờ là đại gia trưởng Cửu gia, Chu Quốc trong ngoài cũng đều là Cửu gia khống chế. Các lộ chư hầu cơ hồ đều là tình hình như vậy, họ hàng trong tộc đáng tin cậy rất nhiều đại gia tộc khi cần thiết, là có thể hy sinh đại gia trưởng, đổi lấy vinh hoa của cả gia tộc. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Những chư hầu kia nếu một lần nữa quy hàng đại thương, tất nhiên là có thủ đoạn của từng người. Ai Cơ Phát khe khẽ thở dài, tiên xiển giáo cũng là có quá nhiều quy củ, chính mình cầu một hạt đan dược không cho, trực tiếp để tiên sĩ tham chiến cũng không chịu, còn có rất nhiều yêu cầu về lời nói và hành động của Chu Vương y thật đúng là, mời về một đám tổ tông những lời này cũng chỉ là nói một chút dưới đáy lòng. Cơ Phát tất nhiên là rõ ràng, Chu Quốc hiện giờ toàn bộ nhờ vào xiển giáo trèo chống quốc lực trước đây, đầu tiên là bị Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ dày vò đi non nửa, lại bị Văn Trọng liên tục Tây Chinh tiêu hao hơn phân nửa. Lần này Đông Trinh nếu như thua, Chu Quốc bọn họ cũng không chịu đựng nổi. Cơ hội sau cùng. Đại vương, đại vương. Bên ngoài trướng truyền đến vài tiếng la lên, Cơ Phát liền ngồi dậy, nhấc tay nắm chặt trường kiếm bên gối. Chuyện gì? Đại vương, tiên sĩ xiển giáo Quảng Thành Tử đại nhân cầu kiến. Quảng Thành Tử. Cơ Phát lập tức tinh thần tỉnh táo, mau mời vào. Bên ngoài trướng ứng tiếng, Quảng Thành Tử trực tiếp cưỡi mây vào đại trướng, trên mây còn mang theo một vị lão giả thân mang cẩm bào Cơ Phát, sửa sang lại y quan bước nhanh mà ra. Tiến về phía trước chắp tay hành lễ đối với Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử đi thẳng vào vấn đề, nghiêm mặt nói, đại vương, hiện giờ chính là thời điểm phạt thương, Đế Tân đã trở về triều Ca Thành chuẩn bị sự tình tế tự tiên tổ, đại vương hãy xuất khinh kỵ tập kích bất ngờ triều Ca Thành, đến lúc đó cửa thành tự mở, trực tiếp đánh lén Đế Tân trong cung, nhất cử định càn khôn. Cơ Phát không khỏi nhíu mày, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Quảng Thành Tử, tự hỏi vị tiên nhân này có phải đang nói đùa không. Tập kích bất ngờ triều Ca Thành? Triều Ca Thành đường xá xa xôi, coi như có thể đi đến đó mà không gặp phải trở ngại gì, thì cũng phải mất ít nhất nửa tháng, nếu đại quân đi qua, tất có thám mã chạm gác ngầm, làm sao có thể tập kích bất ngờ được. Dân số trong triều Ca Thành không rõ số lượng, cho dù theo ước tịnh, cửa thành mở rộng, làm sao biết bên trong có phải vũng lầy, hãm sâu đại quân hay không. Đế Tân làm sao có thể không có đề phòng. Chỉ cần binh mã nơi đây có động tĩnh, thương quân tất nhiên sẽ có phát giác, nếu như tiền hậu giáp kích, quân ta chỉ sợ nguy rồi. Đêm khuya, tại Đại Doanh Chu, quân tất cả chư thần đều nói sự tình tập kích bất ngờ không quá đáng tin cậy, nhưng mấy người am hiểu nhìn mặt nói chuyện lại duy trì trầm mặc. Cơ Phát cau mày, trong mắt lóe ra mấy phần sáng ngời, liếc nhìn Quảng Thành Tử ngồi một bên. Cơ Phát đứng dậy, định tiếng nói, Đế Tân vô đạo, tàn nhẫn bạo ngược, nhất định sẽ cử binh phạt chúng ta. Hiện giờ, Chu quân có thể chinh chiến chẳng qua mấy chục vạn, từ đây một đường đến triều Ca Thành, thương quân đâu chỉ trăm vạn. Tập kích bất ngờ chính là cơ hội duy nhất của Chu quân chúng ta, cứ chiến đấu như vậy, coi như tiên nhân lại tương trợ như thế nào, binh lực cũng đều không đủ. Thái sư ở đâu? Khương Thượng ở một bên không nói chuyện đứng dậy trả lời, thần ở đây, thái sư tổng lĩnh đại quân, ở giữa điều hành, bản vương cần điều động toàn bộ tinh binh, ngựa, chiến xa, dị thú, thái sư cần xuất đại quân còn thừa, ở nơi này dẫn dắt sự chú ý của thương quân, bản vương xuất tinh nhuệ đi vòng từ Phong Cốc phía tây, một đường sốt ruột đuổi, thẳng đến triều Ca. Giọng nói của Cơ Phát kiên định khó tả, kiên định đến vô cùng quả quyết. Khương Thượng thấp giọng nói, bệ hạ, người ước định kia có thể tin hay không? Vị sứ giả vừa rồi kia, ngay cả tên chủ nhân nhà mình cũng đều không lộ ra, thật sự. Cơ Phát cười nói, có tiên sĩ xiển giáo bảo đảm, bản vương không lo. Quảng Thành Tử ở bên cạnh cũng nói, đại vương chỉ cần xuất quân tiến về phía trước, bần đạo tự sẽ an bài tốt tất cả sự tình. Tiên sĩ chúng ta mặc dù không thể trực tiếp can thiệp vương quyền phàm tục thay đổi,
nhưng có thể tạo một chút gió thuận cho đại vương, tăng chút cước lực ngựa, chém giết tướng lĩnh. Lần này tập kích bất ngờ triều Ca Thành, bần đạo cũng sẽ bảo vệ ở quanh người đại vương, đảm bảo vạn vô nhất thất. Tốt. Cơ Phát định tiếng nói, các vị ái khanh không cần lại khuyên, bản vương đã quyết tâm ý, tối nay chuẩn bị quân, ngày mai chính diện đánh nghi binh, bản vương xuất quân tập kích bất ngờ triều Ca. Chúng thần cúi đầu lĩnh mệnh. Quảng Thành Tử khẽ vuốt cằm, Khương Thượng suy nghĩ đôi chút, hỏi: "Đại vương, triều Ca Thành kia đều là người Thương, đế tân mặc dù bạo ngược, nhưng rất được người Thương ủng hộ, đại vương nếu cường công triều Ca Thành, mười mấy vạn binh mã chỉ sợ còn thiếu rất nhiều bên trong góc doanh trướng." Lão già cầm y đi theo Quảng Thành Tử trước đây tiến về phía trước nửa bước, khom mình hành lễ thỉnh đại vương xuất binh, người Thương trong thành đến lúc đó tự sẽ không khó xử đại vương, chủ nhân nhà ta đã có chuẩn bị hoàn mỹ. Khương Thượng nói: "Đại vương, nếu đây là quỷ kế của đế tân, vậy phải làm thế nào?" Khương Thượng Quảng Thành Tử khẽ nhíu mày, người thế nhưng là ngay cả sư huynh cũng không tin. Khương Thượng không dám. Khương Thượng cụp mi rũ mắt, cũng biết chính mình lại lo lắng hơn nữa, tối nay cũng không có cách nào thay đổi cái gì, chỉ có thể vái chào một cái đối với Vũ Vương, thở dài. Đại vương, lão thần nguyện đi theo tả hữu, sự tình đại quân đánh nghi binh, giao cho Cơ Đán đại nhân liền có thể, lão thần ở bên cạnh đại vương mới có thể an tâm chút, cũng có thể bố trí chiến trận binh sách, kịp thời phối hợp tác chiến. Cơ Phát suy nghĩ đôi chút, chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói, như thế cũng ổn thỏa hơn một chút, làm phiền trọng phụ hao tâm tổn trí, lão thần sẽ lập tức điều động tinh nhuệ, lại đi tìm Cơ Đán đại nhân căn dặn sự tình. Phòng vệ Khương Thượng thở dài mới lui, lão giả tóc trắng xóa này, giờ phút này cũng là bước đi như bay. Giữa trưa ngày hôm sau, đại quân chu chia binh hai đường, một đường chính diện đánh nghi binh, hấp dẫn sự chú ý của Thương quân, một mặt lại xuất phát hướng phía nam, tốc độ cực nhanh biến mất ở trong ánh mắt của lính canh đại quân Thương quốc. Thương quân tìm kiếm mấy ngày, tại phương hướng Ngục Dã phát hiện ra cỗ tung tích chu quân này, vội vàng báo cáo cho triều Ca Thành Phi Liêm muốn điều binh vây quét. Tuy nhiên cỗ chu quân này hành quân cấp tốc hiếm thấy trên đời, còn không kịp bố trí phòng tuyến tại các nơi, đối phương đã xâm nhập vào nội địa Thương quốc, tiến sát triều Ca Thành. Triều Ca Thành tạm thời mây đen áp thành, tế điện tiên tổ đại thương sắp đến, đế tân, chư đại thần Thương quốc đều cho rằng chu quân bôn ba như vậy chắc chắn sẽ mỏi mệt, không cần bỏ thành mà đi. Như vậy trong đại vương điện, mấy chục tướng lĩnh Thương quân quỳ sát ở phía trước điện, nhao nhao chờ lệnh lĩnh quân nghênh kích chu quân. Đế tân sau khi cẩn thận suy tư, mệnh cha con Phi Liêm Ác Lai tự mình xuất quân xuất chinh, nhưng vấn đề cũng nảy sinh theo đó, triều Ca Thành không có binh để xuất chiến, binh mã dự trữ vào lúc này là mức tối thiểu để bảo vệ triều Ca Thành, cho nên đế tân hạ lệnh chiêu mộ thanh niên trai tráng nô lệ trong thành, nếu trận chiến này đắc thắng, phàm là nô lệ tham gia chiến dịch này đều có thể thoát khỏi thân phận nô lệ, lấy được tiền lụa, lấy được ruộng đồng, có thể tự do đi lại tại triều Ca Thành trong vòng một đêm. Mấy chục vạn thanh niên trai tráng hưởng ứng đại kho triều Ca Thành chuyển ra vốn ban đầu, người Thương tụ tập lương thảo không đếm được, bố giáp không đếm được, ở bên trong thời gian ngắn gom lại mấy chục vạn lính mới, do mấy vạn tinh nhuệ xuất lĩnh, lao tới địa phương quyết chiến cách triều Ca Thành không xa. Tại Mục Dã lính mới hành quân mấy ngày, ở dưới tướng Thương vắt hết óc điều hạ, đã hiểu ý nghĩa của tiếng trống tiến công, tiếng tù thu binh ở phía sau cỗ chu quân hành quân cấp tốc quá phận kia, đều có đại quân đuổi theo, chỉ cần chặn đánh cỗ chu quân này ở đây, liền có thể làm cho chu quân không có chỗ thi triển. Triều Ca Thành tất nhiên là không ngại ngày hôm đó, mây đen trải rộng trên không trung, mười mấy vạn đại quân chu xuất hiện ở cuối chân trời, bánh xe cuồn cuộn, móng ngựa trận trận, mười mấy vạn đại quân toàn thân tản ra một loại sát khí nào đó. Tại Mục Dã, triển khai trận thế cùng với Thương quân không dựng trại hay chôn nồi, chu quân từng người tự lấy lương khô và nước uống bên hông rồi ăn uống, thoạt nhìn có vẻ không hề mệt mỏi, tương phản, Cơ Phát ngồi ở bên trong chiến xa kia, giờ phút này nhắm mắt ngưng thần, sắc mặt trắng bệch, tuy có tướng sĩ chăm sóc, nhưng bộ dáng giống như là sắp bất tỉnh vậy. Đây mới là phản ứng khi hành quân kéo dài nhiều ngày nên có ở trước trận chu quân. Khương Thượng ngồi ở trên lưng tứ bất tượng, ánh mắt đảo qua phía trước quân trận Thương quân, không khỏi âm thầm gật đầu. Sau đó y nhìn về phía chúng tướng sĩ chu quân phía sau, trong mắt xẹt qua mấy phần bất đắc dĩ, thở dài. Khương Thượng làm sao không biết đây là có chuyện gì. Mấy ngày trước, cỗ đại quân này nghỉ ngơi đêm thứ nhất, lúc chính mình nghỉ ngơi ở bên trong doanh trướng, Quảng Thành Tử sư huynh tới tìm chính mình, bỏ một túi bảo nang vào trước mặt chính mình. Khi đó, y cùng với Quảng Thành Tử ngồi cách một chiếc bàn dài. Sư huynh, đây là vật gì? Lâm Uyên Đan, Quảng Thành Tử thấp giọng nói, nhân tộc cùng với yêu đình đại chiến tại thượng cổ, từng có 3 vạn ma binh tự nguyện đọa ma, thiêu đốt ma hồn, lật đổ thiên đình yêu tộc. Lúc Hiên Viên cùng với Sivu đại chiến, Sivu bộ tộc tuy binh ít nhưng thân hình cường tráng, vì làm cho nhân tộc có thể đối chiến với bán vu nhất tộc, Hiên Viên mệnh luyện đan sư luyện ra Lâm Uyên Đan như vậy, có thể kích phát tiềm lực nhân tộc. Nhưng có một chỗ, Lâm Uyên Đan này là chuẩn bị cho luyện khí sĩ, bây giờ chu quân chẳng qua đều là phàm nhân. Ngón tay Khương Thượng run lên. Sư huynh, vật này dùng trên phàm nhân, thật sự thỏa đáng sao? Quảng Thành Tử nói, nơi này có 300 viên Lâm Uyên Đan, có thể hòa vào bên trong nước uống của đại quân. Sau khi phục dụng, phàm nhân ở trong 1 tháng kế tiếp, không biết mệt mỏi, chiến lực tăng cường, có khí lực liên tục không ngừng. Đợi dược lực qua đi, phàm nhân sẽ mê man mấy ngày, nhưng tự thân cũng sẽ không có vấn đề gì, thật sự không có vấn đề gì. Khương Thượng hỏi lại như thế, Quảng Thành Tử cười nói, vậy sư đệ cảm thấy, có thể có vấn đề gì?
Sư đệ tu hành mặc dù nông cạn, nhưng cũng hiểu được hạn mức cao nhất của phàm nhân là bao nhiêu, nguyên một tháng có khí lực liên tục không ngừng, trừ phi đây là cửu chuyển linh đan viên mãn, bằng không đều là đang tiêu hao tính mạng của quân sĩ. Quảng Thành Tử im lặng, sư huynh Khương Thượng thấp giọng nói, việc này thế nhưng sẽ tổn hại đức hạnh. Ai, Quảng Thành Tử nhắm mắt thở dài, sư đệ, chúng ta đã là không còn cách nào khác, nếu Đế Tân thắng Thương Chu chi tranh, Tiệt giáo chống rỗng tích lũy thắng thế, mà đến lúc đó giáo chúng Tiệt giáo đều xuất hiện, chúng ta không thể cản nổi. Tiệt giáo vạn tiên triều bái, mà đệ tử Ngọc Hư cung chẳng qua mấy trăm, chúng ta một bước cũng không thể mất, một bước cũng đều không thể sai. Một trận chiến mục dã này, chính là trận chiến khí vận Chu và Thương, chỉ cần cơ phát công phá triều Ca thành, giết vào Đại Vương cung, liền có thể đoạt vị trí chính chủ Nam Châu. Đế Tân kia chạy trốn cũng không sao, sư đệ, mệnh đồ xiển giáo, mệnh đồ Chu quốc đều gắn liền với ngươi. Khương Thượng im lặng, bưng bảo nang kia, phảng phất như đang bưng gánh nặng ngàn cân. Sư huynh, sẽ hao tổn bao nhiêu thọ nguyên của tướng sĩ 15 năm, ta cần để cho bọn họ biết được việc này. Sư đệ không thể, Quảng Thành Tử nói, quân tâm chắc chắn sẽ dao động, bên nào nặng, bên nào nhẹ, sư đệ tự nhiên phân rõ, đây là sự tình khai phá cơ nghiệp của Chu, huống chi, lúc này đã thâm nhập Thương quốc, phía sau có truy binh, phía trước có giáp công, nếu không thể hành quân nhanh chóng, mười mấy vạn người này ngay cả cơ hội hao tổn thọ nguyên cũng không có. Sư đệ, thiên hạ đã đau khổ lâu rồi. Khương Thượng đột nhiên nắm chặt bảo nang kia, cắn răng nói, đó là chư hầu khổ thương. Đây chẳng qua là chư hầu tranh chấp quyền vị, nói chuyện gì lê dân bách tính. Sư huynh mời. Ta tự sẽ làm ra quyết đoán vào trước khi trời sáng. Quảng Thành Tử mỉm cười gật đầu, đối với Khương Thượng trục khách cũng không tức giận, thân hình trực tiếp độn đi theo gió. Đêm hôm ấy, tóc Khương Thượng bạc trắng hơn mấy phần, nhưng trước bình minh, Khương Thượng thở dài, dựa vào công đức, âm đức của mình, đưa tới bếp lò các quân, để tráng cốt tiên đan này vào bên trong nước uống, cũng bẩm báo việc này cho cơ phát. Hiệu quả của Lâm Uyên đan kia quả thực khủng bố, phàm nhân lại có được lực lượng xé xác hổ báo ai. Khương Thượng đưa tay giơ cao roi gỗ, tứ phía vang lên thanh âm nổi trống. Cơ phát đứng dậy từ bên trong xa giá, hít sâu một hơi, dáng chống đỡ tinh thần, rút ra bội kiếm bên hông, bị chúng tướng chen chúc đến trước trận. Chư quân nghe lệnh, Cơ Phát cao giọng la lên, tiếng nói bị tiên sĩ một bên truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Cổ nhân có lời nói, gà mái không gáy sớm, gà mái mà gáy sớm thì vận nhà sẽ suy. Nay Thương Vương chỉ nghe lời nói của đàn bà, u mê bỏ mặc việc tế tự, không cúng tế tổ tiên, không dùng thân tộc, tin dùng nô lệ, tàn bạo với người dân. Nay Cơ Phát ta tuân theo ý trời, phạt kẻ có tội trong trận chiến ngày hôm nay. Khoảng cách giữa phía trước và phía sau của đội hình tấn công của chúng ta không được vượt quá 6-7 bước, phải giữ trật tự, không được chậm trễ. Cố gắng lên, các tướng sĩ. Lúc giáp trận không thể kéo dài quá 4-5 hiệp, sau 6-7 hiệp phải dừng lại, sắp xếp lại đội hình. Cố gắng lên, các tướng sĩ. Các ngươi hãy hùng mạnh hăng hái như hổ và gấu, tiến về ngoại ô Thương không đánh kẻ muốn hàng phục, họ sẽ giúp chúng ta. Cố gắng lên, các tướng sĩ. Người không tuân theo, thân chịu tử tội. Chú thích, đây là mục giã chi thể. Ở phía trước trận Chu quân, một tiểu binh quay đầu liếc nhìn lão đại ca bên người, nhỏ giọng hỏi, đại vương đang nói cái gì? Quản nhiều như vậy làm gì? Lão binh kia trừng mắt nhìn người nói chuyện kia, cứ làm đi. Đúng lúc này, Cơ Phát giơ cao trường kiếm trong tay, toàn quân tiến công, lao tới triều ca. Ba quân đồng ý ầm vang, chiến xa cuồn cuộn, chiến mã hí dài, toàn quân Chu quân tiến lên, lao về phía trước giống như một dòng nước lũ, lao về phía trận thế Thương quân. Mà trong Thương quân, không ít tướng lĩnh đột nhiên cảm giác tình huống có chút không đúng. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Chu quân đã giết tới. Trên Tiểu Quỳnh Phong, trong phòng trà bên rừng, Lý Trường Thọ chau mày, nhìn chăm chú đạo giả Khôi Ngô trước mặt sư tổ. Việc này cũng không phải là bần đạo tính kế. Hồng Quân đạo tổ ôn hòa nói, bần đạo đã đánh cờ trống rỗng ở chỗ này cùng với ngươi, liền sẽ không đi làm bất luận bố trí gì. Thương Chu chi tranh, từ sau khi ngươi chảm thánh, đã đi lên con đường này, ngươi chảm chuẩn đề, tiến giai thành thứ 9 danh sách thiên đạo, lại thân thiện Tiệt giáo, triệu công minh vào thiên đình, trở thành thứ 10 danh sách thiên đạo, đệ tử xiển giáo sẽ nghĩ như thế nào? Bạn đang xem Sư Huynh A. Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Quảng Thành Tử kẻ này, không thiện đấu pháp, đạo cảnh tạm được, nhưng một lòng suy tư ứng đối với nguy cơ xiển giáo, y cũng không giống như ngươi, có thể tùy tiện thoát ly kiếp nạn. Đứng ở góc độ của người xem nhìn chăm chú phương thiên địa này, y là người trong cuộc, ở phía dưới lo lắng, không khỏi sẽ dùng một ít thủ đoạn phi thường. Trường canh, đây chính là lực lượng đại thế. Lý Trường Thọ cười lạnh, lạnh nhạt nói, sư tổ không khỏi coi mình quá sạch sẽ, đây là đại thế. Nếu như không có sư tổ bày ra đại cục, nếu như không có sư tổ định ra thiên mệnh, sao là đại thế như vậy? Quảng Thành Tử, sư huynh tất nhiên không ổn, nhân quả tính kế Khương Thượng, sau đó ta tự sẽ đi tìm y thanh toán, nhưng ở dưới sư tổ an bài, lựa chọn mà Quảng Thành Tử sư huynh có thể nhìn thấy, vốn cũng chỉ có 2 hoặc 3 người trong cục có lỗi, người bố cục lại là căn nguyên tội ác. Hồng Quân đạo tổ lại là chậm rãi gật đầu, người nói không sai, nếu nhìn từ góc độ của người đứng ở trong cục, đúng là như vậy, nhưng trường canh, bần đạo đã sớm không có cách nào đứng ở trong cục, bần đạo không có dục vọng, không có truy cầu, những gì nghĩ đến là vì lợi ích của thiên địa, những gì làm là vì sự trường tồn của thiên địa, đây là cái giá của hợp đạo. Lý Trường Thọ im lặng, hắn rất nhanh liền nói, sư tổ, đệ tử thật lâu trước đó liền suy nghĩ,
Liệu các ngôi sao có thể hiểu và giao tiếp với chúng sinh nếu có ý chí hay không? Hiện giờ mà nói, xác nhận không thể. Ồ, vì sao? Ngài không phải là một ví dụ chứng minh sao? Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục nhìn chăm chú vào sa bàn trước mặt, từng cảnh tượng hiện ra trên sa bàn chiếu ở dưới đáy lòng hắn, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được tình thế toàn cục. Thương quân tuy nhiều nô lệ, tuyển mộ được nhiều lính mới, nhưng Chu quân lại thế như trẻ tre, giết chết thương quân toàn trận như lũ quét phá vỡ đê đất, vừa mới nửa ngày lại tập kết một lần nữa, suốt đêm giết đến Triều Ca thành. Tin đồn lan tràn trong Triều Ca thành, Chu Vũ Vương cơ phát thiên mệnh sở quy, thần binh rơi xuống từ trên trời, thương quốc đã mất đại thế. Tế tự xem bói, diệt thương giả Chu Vũ Vương là thiên tử. Chu quân có mấy trăm vạn, một đám giết đỏ cả mắt, có tướng quân ăn người trước mặt mọi người. Vũ Vương có lệnh, không giết bình dân, không chu quyền quý, tấn công Triều Ca thành chỉ vì tìm đế tân báo mối thù tổ phụ, phụ thân, huynh trưởng. Lý Trường Thọ nhìn thấy, dòng nước ngầm dưới Triều Ca thành dâng trào khắp nơi, chỉ sau một đêm, thế cục Triều Ca thành đã hoàn toàn mất khống chế, hộ vệ nhà quyền quý ra ngoài nhiễu loạn trị an nội thành. Từ Bình thân mang áo đen, luyện khí sĩ, đã bắt đầu tấn công mạnh cửa thành Triều Ca thành, càng có đạo tặc len lỏi, phóng hỏa bốn phía, bình dân không biết làm sao. Lão thần nhảy ra hô to đế tân thất đức, nhóm phù thủy đột nhiên xuất hiện khắp đường phố, hô to đế tân bị thiên địa và tiên tổ vứt bỏ. Đây tính là gì? Lý Trường Thọ cười khổ nói, nhân lực không địch lại tiên pháp. Hồng Quân đạo tổ khẽ lắc đầu, nói, đây chính là lòng người âm u sư tổ, thế nhưng là muốn khuyên ta, không cần hao tâm tổn trí quá nhiều vì sinh linh. Không sai, coi như ngươi đối kháng thiên đạo vì bọn họ đối với ngươi sẽ không có cảm kích, cũng sẽ không có nửa điểm cung kính. Hồng Quân lạnh nhạt nói, tâm sinh linh chính là tham lam như vậy, vì tư lợi, lạc thú của mình, nơi nào sẽ quan tâm đến mạng sống của người khác. Điều ngươi nghĩ đến là làm thế nào để đấu tranh cho tự do cho chúng sinh, trong khi thiên đạo nghĩ đến việc làm thế nào để chúng sinh và thiên địa tồn tại lâu hơn. Bần đạo suy tư rất lâu, cực kỳ lâu, cuối cùng phát hiện ra, giảm bớt ham muốn của chúng sinh là đáp án duy nhất, tự do cần phải bị ước thúc, bỏ mặc sẽ chỉ dẫn đến thảm họa. Lý Trường Thọ lại nói, như vậy cũng không nên do thiên địa ước thúc. Hồng Quân khẽ lắc đầu, đối mặt với sự cám dỗ của tự do, con người không thể kiềm chế được, nhưng một tập thể có thể làm được, khi hành vi của một cá nhân bị hạn chế, bởi điểm mấu chốt đạo đức và các chuẩn mực hình thức do tập thể hình thành, và khi theo đuổi điều thiện và tránh điều ác trở thành tín ngưỡng của tập thể, liền có thể làm được gián tiếp ước thúc tự thân. Sinh linh chi ác chỉ là bị che giấu, chỉ cần thêm chút dẫn dụ liền sẽ bộc phát, cũng không thể loại bỏ nguy hiểm tiềm ẩn. Một tập thể không chỉ thể hiện cái ác của chúng sinh, mà còn thể hiện cái thiện của chúng sinh. Lý Trường Thọ nói, một cá nhân có tư tưởng trưởng thành sẽ hiểu rằng những gì chúng ta thấy không chỉ thiện mà còn ác, đây chính là hiện thực, chúng ta phải làm chính là công kích ác, tuyên dương thiện, để duy trì môi trường sống tập thể này. Sư tổ dường như muốn lấy Quảng Thành Tử sư huynh làm ví dụ, để thuyết phục đệ tử, nhưng Quảng Thành Tử không đại biểu được cho chỉnh thể sinh linh, thậm chí không đại biểu được cho vòng quan hệ tiên xiển giáo. Sư tổ, lý niệm của ta và ngươi có tính khác biệt căn bản, thiện ác vốn là cùng tồn tại, thiên địa vì sao không thể khoan dung hơn với thiện ác của chúng sinh? Thiên đạo vốn nên trí công vô tư, sư tổ ngài làm người mở đường, vốn nên đi dẫn đạo sinh linh hướng thiện, vì sao thiên đạo dung hợp cùng với sư tổ, lại lựa chọn tiến hành trấn áp sinh linh? Hồng Quân đạo tổ thở dài, nếu Trường Canh có thể ngồi ở vị trí của bần đạo, tự nhiên sẽ minh bạch, lại là lời nói khách sáo vô dụng như vậy. Lý Trường Thọ nói, sư tổ nếu như có thể nói ra nguyên do cụ thể, đệ tử lập tức dẫn người rời đi hồng hoang, hóa thành một trong độn đi, thành toàn thiên đạo, thành toàn sư tổ. Trong mắt Hồng Quân đạo tổ xẹt qua một tia lệ mang, sư tổ ngài nói không nên lời. Lý Trường Thọ thở dài, thiên địa vốn không tính, làm sao có cảm tình. Xem kịch đi, sắc mặt của Hồng Quân đạo tổ có chút bất mãn, nhưng lại chưa phát tác, một lần nữa nhắm mắt không nhiều lời nữa. Lý Trường Thọ lắc đầu, một lần nữa nhìn chăm chú thế cục Triều Ca thành, ánh mắt rơi vào trong đại vương cung kia. Đại vương, lòng người trong thành bàng hoàng, lời đồn đại nổi lên bốn phía, đạo tặc phóng hỏa làm loạn khắp nơi. Đại vương, Cơ Phát tiểu nhi có chuẩn bị mà đến, trong thành có phản đồ nội ứng ngoại hợp với gã. Chu quân kia vô cùng kỳ quặc, một đám đều có dũng cảm của 100 người. Đây tuyệt đối là thủ đoạn của những tiên nhân kia, bằng không chư vị tướng quân tuyệt đối sẽ không bại lui như thế. Còn thỉnh đại vương tạm lánh, còn thỉnh đại vương tạm lánh. Ở phía dưới vương tọa, chúng đại thần thương quốc quỳ sát dưới đất, không ngừng la lên bên trên vương tọa. Hai mắt đế tân có chút vô thần nhìn chăm chú vào bên ngoài cửa điện, bầu trời âm trầm bị ngọn lửa nhuộm thành màu vỏ quýt kia. Quả nhân thế nhưng là đã làm sai điều gì? Quả nhân, thế nhưng đã tin nhầm người nào? Đại vương, Vương Thúc Tỷ Can bước nhanh mà đến từ ngoài điện, không để ý đến tiếng thở hồng hộc của mình, cao giọng hô, còn thỉnh đại vương lập tức di giá đi về phía đông. Tinh nhuệ thương quân chúng ta đều đang đông chinh. Trận chiến này không phải lỗi của đại vương, không phải lỗi của tướng sĩ. Đại vương chỉ cần tránh đi tử kiếp ngày hôm nay, ngày mai tự có thể đông khởi binh đoạt lại Triều Ca thành. Thương dân chúng ta trên dưới một lòng, nhất định không phụ vương. Ngậm miệng, đế tân bỗng nhiên quát to một tiếng, đứng dậy giận mắng, quả nhân há có thể có dũng người bỏ chạy như vậy. Quả nhân lại sẽ sợ Cơ Phát tiểu nhi này. Đại vương, Tỷ Can định tiếng nói, lúc này tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính,
cơ nghiệp đại thương đang ở trên vai đại vương. Tiên tổ đều đang nhìn chăm chú vào quả nhân. Tiên tổ đều đang nhìn bản vương. Trong hai mắt Đế Tân tràn đầy tơ máu, quả nhân sẽ đích thân dẫn binh. Quả nhân muốn chiến một trận với Cơ Phát tiểu nhi kia. Tỷ Can hô to, đại vương, thương quân chúng ta chưa bại, báo Tây Thành thất thủ, Chu quân xông phá cửa thành tiến về vương cung. Số lượng không có cách nào tính toán. Đại vương, ngài đi trước đi. Không thể tranh thắng bại tạm thời. Tất cả câm miệng. Đế Tân hét lớn một tiếng, đều cút ra khỏi đây, cút. Bệ hạ Tỷ Can bước nhanh về phía trước, tử thụ. Ngươi thanh tỉnh một chút. Tỷ Can ngươi lớn mật. Gọi thẳng tục danh của bản vương. Đế Tân cắn răng giận mắng, Tả Hữu người tới, áp giải Tỷ Can vào đại lao, phạt 10 roi, lập làm tội tông thương chi. Ngoài cửa lập tức có mười mấy tên giáp sĩ vọt tới, cùng nhau tiến lên bắt giữ Tỷ Can, ai dám tới. Tỷ Can quay đầu giống to, mặt mũi già nua không lộ ra giận dữ, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Đế Tân, định tiếng nói, đại vương, Tỷ Can biết tâm ý của đại vương, Chu quân kia ngày hôm nay coi như chiếm Triều Ca Thành, coi như chiếm vận, bọn hắn cũng không có cách nào đặt chân tại Thương, cũng cần một cái hoành phi ổn định con dân đại thương chúng ta, Tỷ Can nhất định sẽ không chết. Nhưng đại vương, Tỷ Can phụ tá tiên đế, phụ tá đại vương, hơn 10 năm chưa từng có nửa phần sơ hở, Tỷ Can là thương thần, là vương tử thương chi, là thúc phụ của đại vương. Đại thế thiên địa ta lại như thế nào không hiểu. Văn Thái Sư là người Tiệt giáo, Chu quốc hiện giờ được xiển giáo tương trợ, lúc này nhất định là những tiên nhân kia quấy phá, mới khiến cho Chu quân dũng mãnh như thế. Sau đó đại vương chỉ cần tụ hợp cùng với đại quân đông bộ, phái luyện khí sĩ đi Đông Hải mời tiên, chưa chắc đã không thể tái chiến với Chu. Tỷ Can này, nguyện thay đại vương thủ tiết đế vương. Cầm kiếm tới. Một giáp sĩ gần đó vô thức tiến về phía trước Đế Tân la hét, đừng cấp kiếm. Nhưng keng một tiếng, Tỷ Can đã rút đao từ thắt lưng của giáp sĩ kia. Một nắm máu nóng tưới ở trước cửa cung điện, thân hình Tỷ Can run rẩy không ngừng, bờ môi hóa thành màu tím đen, cùng với âm thanh leng keng của thanh trường kiếm rơi xuống đất, giơ tay nắm lấy khỏa thất khiếu linh lung tâm lóe ra thất thải lưu quang, chậm rãi rút ra. Đại vương, đừng tin tiên thần, đừng phụ con dân. Tỷ Can lấy cái chết can gián, nguyện đại vương tạm thời ẩn nhẫn, lập tức rời đi. Lập tức rời đi. Tỷ Can dùng sức nắm nắm thất khiếu linh lung tâm, huyết quang tuôn tung tóe, chúng đại thần cuống quýt la lên. Thân hình Tỷ Can đã té ngửa về phía sau thân hình Đế Tân, vô lực lui lại nửa bước, ngã ngồi ở bên trên vương tọa, hai mắt đột nhiên trở nên có chút trống rỗng, tiếng la giết bộc phát từ Tây Thành, ánh lửa càng trở nên lấp lánh, tiếng la khóc quanh quẩn từ các nơi trong đại vương điện. Đế Tân khoát khoát tay, chúng thương thần bị giáp sĩ đuổi ra đại điện, chỉ để lại thi thể Tỷ Can nằm ngửa kia. Vương thúc, quả nhân lại có thể đi đâu? Lại có thể đi đâu? Y có chút vô lực đứng dậy, lảo đảo đi xuống bậc thang, đến trước mặt Tỷ Can, cúi đầu nhặt lên thanh trường kiếm kia, quay người đi ra sau cung. Trong cung, bọn thị vệ tuôn về hướng Tây Môn, chúng cung Nga chạy trốn từ các cửa cung khác, các nơi có chút hỗn loạn, có thị vệ phát hiện ra thân hình đại vương, tiến về phía trước bao vây muốn mang đại vương đến cửa cung phía đông, lại bị đại vương nhà mình thấp giọng quát lui. Trích Tinh lâu trống rỗng, ái phi đã sớm không biết đi chỗ nào, cũng tốt Đế Tân lầm bầm, khóe miệng xẹt qua một chút nụ cười tự diễu, cũng tốt y tiện tay cầm giá cắm nến, ném tới bên trên giường hoa mỹ kia, sau đó xoay người đi về hướng tầng cao nhất Trích Tinh lâu, Trích Tiên đài, ngồi trên Trích Tiên đài. Có thể nhìn thấy Triều Ca Thành thời khắc này có bao nhiêu hỗn loạn, có thể nhìn thấy Chu quân tứ hoành hành ở trên đường Tây Thành chính mình tối nay, cho dù có thể rời đi, sau đó thì sao? Lão sư từng nói, chỉ cần quốc vận đại thương còn một ngày, y liền có thể bình yên vô sự, trái lại thì nguy chính mình làm sao không rõ, cái gọi là tiên nhân kia cũng không dám trực tiếp giết đế quân phàm tục chính mình, nhất định phải mượn tay Cơ Phát kia, để Chu thay thương, chỉ thế thôi quả nhân chạy ra Triều Ca Thành, nhất định sẽ bị những tiên thần đó truy sát, tùy ý chết ở một nơi nào đó. Nhưng quả nhân bại trận, không phải binh bại, không phải thất đức, không phải chúng bạn xa lánh. Quả nhân bại trận, bại ở bên trong thiên địa này, nhiều tiên thánh, nhiều hào cường, thua ở thiên lý này, bất công, bất công. Đế Tân hít một hơi thật sâu, chống kiếm đứng ở trên nhà cao tầng, muốn tìm cái gì đó trong đêm tối. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Triều Ca Thành, ở bên trong doanh trướng Chu quân vừa mới lập, Cơ Phát ngồi ở trên ghế, nghe bên ngoài không ngừng truyền đến tin chiến thắng, trong mắt xẹt qua một chút chờ mong, y vốn định lĩnh quân chinh chiến, lại bị Khương Thượng cùng với chúng đại thần khuyên nhủ, đành phải ở lại nơi đây, chờ đợi thời khắc chính mình trở thành thiên mệnh chi tử buông xuống. Cơ Phát phảng phất như đã cảm thấy, cái gọi là khí vận kia đang hội tụ trên đỉnh đầu chính mình, mở bàn tay ra, phảng phất như đã có thể nắm chặt toàn bộ thiên địa. Ngoài trướng có một giáp sĩ cúi đầu bưng một cái khay, bước nhanh vào trong trướng, trầm giọng nói, đại vương, ngài nên dùng bữa. Không cần, bản vương lúc này không ăn nổi. Cơ Phát đứng dậy, chắp tay thở dài, tướng sĩ chém giết ở phía trước, bản vương lại ở chỗ này không có cách nào cùng nhau giết địch với chúng tướng sĩ, trong lòng khó nhịn. Giáp sĩ kia tiến về phía trước hai bước, thấp giọng nói, ngài đừng có hủy hoại thân thể. Cơ Phát nhướng mày, giáp sĩ này vì sao không hiểu chuyện như thế? Đột nhiên, kia giáp sĩ ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên tia sáng màu hồng, một đạo hàn quang từ dưới khay bay ra, thẳng đến cái cổ Cơ Phát. Cơ Phát sững sờ tại chỗ,
không có chút động đậy nào, nhưng khi hàn quang kia sắp chạm đến cái cổ Cơ Phát, một bàn tay to trống rỗng xuất hiện, nắm chặt cây ngân châm pháp bảo kia, tùy ý bóp nát. Dương Tiễn nhíu mày nhìn về phía giáp sĩ này, trong mắt xẹt qua mấy phần bất đắc dĩ, thấp giọng nói, Dương Tiễn đang chấp hành nhiệm vụ, đắc tội, đạo hữu. Bạn đang xem Sư Huynh A à, Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Sắc mặt giáp sĩ có chút bối rối, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, trong hai mắt lại có ánh sáng màu hồng sáng ngời lấp lánh. Dương Tiễn lại không hề có dị dạng, mắt dọc trên trán nứt ra một khe hở, một vệt thần quang điểm ra, trực tiếp đánh bay giáp sĩ ra doanh trướng, phong nguyên thần nàng. Bên ngoài trướng lại truyền tới vài tiếng yêu kiều, mấy vị thị vệ xốc lên áo giáp tự thân, đều cầm pháp bảo binh khí giết vào doanh trướng Dương Tiễn, lấy ra Hao Thiên Khuyển từ bên trong lồng ngực, ném về phía trước. Hao Thiên Khuyển đảo mắt hóa thành kích cỡ tương đương voi lớn, miệng chó hơi mở, trực tiếp nuốt mấy yêu nữ này. Đợi Hao Thiên Khuyển hóa thành ánh trắng chui trở về bên trong lồng ngực Dương Tiễn, mấy yêu nữ cùng với giáp sĩ kia cùng nhau bị tiên thằng trói buộc, chồng chất ở ngoài trướng. Cơ Phát vào giờ phút này đã là hôn mê đi. Dương Tiễn an bài cung nga đi theo tới phía trước hầu hạ, liền tự mình trông coi chúng yêu nữ đến đây hành thích, chờ đợi thái sư trở về doanh xử lý đại vương. Giáp sĩ kia nhẹ giọng hô, thân thể không ngừng run rẩy, chậm rãi khôi phục thành dung mạo nguyên bản yêu phi đắc kỷ. Dương Tiễn cũng không phản ứng, chỉ là lặng lặng đứng nhìn về phía trong thành ngọn lửa bùng phát trên tầng cao Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu vốn là làm bằng gỗ giống như ngọn đuốc, Đế Tân đã cảm nhận được trận trận sóng nhiệt, y vẫn luôn đứng yên bất động, cũng coi như có động tác nên dùng biện pháp gì mới có thể để cho con dân quả nhân biết. Quả nhân chưa từng lui bước, cũng chưa từng trốn tránh. Đế Tân đứng dậy, nhìn thiên này, nhìn đất này, nhìn thành lớn chìm nổi trong chiến hỏa này, cảm thụ được sự bối rối cùng với sợ hãi của con dân mình. Cuối cùng là vương vô năng, nhưng chúng ta tội gì, vì sao thuận thiên, chúng ta lỗi gì lại bị tiên phạt, mà thôi. Quả nhân không kiếm cớ nhiều, chung quy là không chịu nổi gánh nặng mà tổ tiên đặt lên vai, nhưng sống lưng của hậu bối đại thương chúng ta phải do vương gánh. Mũi kiếm xẹt qua, máu trong tim dâng trào. Đế Tân trợn tròn hai mắt, một tay chống chuôi kiếm trường kiếm xếp bằng ở trên đỉnh Trích Tinh Lâu, sắc mặt đỏ lên, lại cố nén không có phát ra nửa tiếng gào lên đau đớn. Phụ vương, hải nhi vô năng. Quả nhân nguyên lai cũng không phải là thiên mệnh. Ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong, lá rụng rì rào không ngừng bay xuống. Lý Trường Thọ im lặng cái chết của Đế Tân, hắn đã thôi diễn vô số lần, đây chính là tình hình mỗi lần đều sẽ xuất hiện, cho nên chính mình cũng không có bao nhiêu xúc động. Nhưng Đế Tân chết như vậy, Lý Trường Thọ xác thực không nghĩ tới, đạo tâm có một chút dao động. Sư tổ tới Tiểu Quỳnh Phong, mục đích chính yếu nhất vẫn là vì để đệ tử không đi tham dự quá trình chu thay thương. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, kỳ thật sư tổ rất không cần phải tới đây, ưu tiên hàng đầu của đệ tử chính là đạo môn, huống chi đệ tử đã cho Đế Tân rất nhiều nhắc nhở, sẽ không can dự thế tục quá nhiều. Hồng Quân cười nói, ngược lại là có mấy phần dáng vẻ của người phụ trách phong thần. Lý Trường Thọ thở nhẹ một hơi, ở bên trong tay áo lấy ra từng khối ngọc phù, bày ở trước mặt chính mình. Trận thứ hai là sư tổ thắng, sư tổ có muốn so trận thứ ba? Trường canh không cần quá mức nghiêm túc. Hồng Quân cười nói, ta và ngươi mỗi người thắng một trận, trận thứ ba không bằng coi như thôi, vẫn là mở trận thứ ba đi. Sư tổ, thật vất vả mới đến cục ưu thế của ta. Lý Trường Thọ cũng lộ ra một chút mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm qua, ngọc phù trước mặt liên tiếp phá toái một cái chớp mắt này. Tại 3000 thế giới, ở bên trong tay áo Vong Tình Thượng Nhân, Giang Lâm Nhi, Tửu Cửu, Bạch Trạch cùng với sinh linh tương quan mật thiết trên Tiểu Quỳnh Phong, đều có hai khối ngọc phù phá toái. Hồng Quân cười nói, trận thứ ba kỳ thật không có ý nghĩa gì, xiển tiệt cuối cùng đã không còn giết đến ngươi chết ta sống. Sư tổ, ta kỳ thật có mấy vấn đề ồ. Nói nghe một chút. Lý Trường Thọ nói, nếu Quảng Thành Tử không áp đặt can thiệp, thương lần này, có phải sẽ thắng hay không? Đúng, Hồng Quân đạo tổ không có do dự gì liền đồng ý, kỳ thật bần đạo cũng đã tỉ mỉ suy nghĩ qua, để thương lại kéo dài mấy trăm năm lại sẽ như thế nào, nhưng kết quả suy tính là nhân đạo khôi phục, tạo thành uy hiếp quá lớn đối với thiên đạo, bần đạo không dám buông xuôi bỏ mặc hành động của Quảng Thành Tử, thế nhưng là có bị sư tổ ảnh hưởng. Bần đạo cũng không làm cái gì đối với Quảng Thành Tử, Hồng Quân đạo tổ nói, chỉ là kết quả thôi diễn, để Quảng Thành Tử tình cờ nhìn thấy, ngộ tính của y không tệ, đối với xiển giáo cũng có chút để ý. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn Hồng Quân, trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Đột nhiên hắn có chút tức giận, mà thôi, đại cuộc thiên địa này, chung quy là khó được phần thắng 9 thành 8. Sư tổ, kế tiếp ta sẽ theo như ngươi mong muốn, đi trị tội Quảng Thành Tử sư huynh mưu hại nhân hoàng, can thiệp tranh chấp phàm tục. Nhưng mời sư tổ kể từ giờ phút này, đừng có lại can thiệp thế tục Nam Châu. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, Cơ Thiên Tử tôn thiên đình, phàm tục cũng vào thiên đình khống chế, là kết quả sư tổ muốn, sư tổ đã làm được, đệ tử sẽ không tiến hành phá hư cục diện như vậy, bởi vì chuyện này sẽ thương tổn đến Nam Châu, liên lụy vô số phàm nhân phàm tục. Nhưng kế tiếp sự tình tiên nhân liền do tiên nhân giải quyết. Hồng Quân dần dần thu liễm ý cười, nói, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Ánh mắt của Lý Trường Thọ có chút sắc bén, đáp lời, ta và sư tổ bây giờ liền đạt thành nhất trí, từ nay về sau thiên đạo đừng lại đi xảo nhiễu phàm nhân phàm tục đóng vai trò uy hiếp, ta có thể tùy thời làm nhân tộc nhóm lửa tân hỏa phản thiên. Sư tổ hẳn là biết được, tân hỏa đã được tọa nhân thị truyền cho đệ tử,
nhưng nếu sư tổ đáp ứng, ta sẽ chủ động đi trị tội Quảng Thành Tử, làm xiển giáo tách rời đạo môn. Hồng Quân cười nói, nếu như vậy, cục diện tam giáo trước vất vả kinh doanh giai đoạn trước, đã là không cách nào duy trì, đây không phải là ý tứ của sư tổ, không phải là suy nghĩ của sư tổ. Trong mắt Lý Trường Thọ có mấy phần thần quang lóe lên, hắn nói, giáo nghĩa xiển giáo vốn là thuận thiên mà đi, giải thích lý lẽ thiên địa, đệ tử từ lúc ban đầu, vào lúc tính toán hết thảy phần thắng, đã tính nhị sư thúc là một phương thiên đạo, sư tổ, ngày hôm nay từ biệt, về sau có lẽ chính là hoàn toàn đối lập, sau này đệ tử cũng chỉ có thể xưng sư tổ một tiếng đạo hữu còn xin gọi ta một tiếng tục danh. Nói xong, Lý Trường Thọ chậm rãi đứng dậy, hắn kỳ thật cũng đang chờ trận chiến Thương Chu hạ màn kết thúc, chờ đạo tổ đi đến cái kịch bản này, chỉ có như vậy, mới có thể làm phàm tục tránh đi vòng xoáy kế tiếp, làm phàm tục nhân tộc trở thành sơ hở thiên đạo, mà không phải xương sườn mềm của mình. Việc này đã thành, tất nhiên là không cần khách khí nữa. Lý Trường Thọ chắp tay nói, đạo hữu không cần ở nhiều nữa, người đã nghĩ kỹ. Trong mắt Hồng Quân đạo tổ mang theo vài phần nghi hoặc, trường canh ngươi rõ ràng còn có thể tiếp tục kéo dài, thể ngộ thiên địa tại Hồng Hoang, vào lúc không thể không đối mặt bần đạo, có thể nhiều thêm một chút nắm chắc. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu đã bức bách đến mức này, ta lại không biết điều, vậy cũng quá không tôn trọng người mạnh nhất Hồng Hoang. Hồng Quân đạo tổ im lặng, ngồi ở kia trầm tư một hồi, hỏi, trường canh, bần đạo kỳ thật cũng có chút không hiểu, ngươi vạn sự theo đuổi thận trọng, tính tình trầm ổn như thế, tại sao lại vì cái chết của Kim Quang, liều lĩnh giết thánh thành toàn thiên đạo, lại tại sao lại bởi vì cái chết của Đế Tân, liền trở nên tức giận như vậy? Bọn họ cùng với ngươi mà nói, cũng không phải là thân hữu mới đúng, lần ngươi giết chuẩn đề kia, hẳn đã vi phạm toàn bộ kế hoạch kháng thiên của ngươi, còn có lần này, ngươi nếu thật sự đi định tội Quảng Thành Tử, cuối cùng chắc chắn sẽ không thể thu lại cục diện, tạo thành đạo môn phân liệt. Hai lần này, cuối cùng đều làm lợi cho bần đạo xem ngươi là đối thủ, cũng xem ngươi là tiểu bối yêu thích nhất, mới sẽ hỏi ngươi thêm vài câu như thế, bởi vì ta không phải đạo hữu, cũng không muốn trở thành đối thủ của đạo hữu, ta không có tư cách chấp cờ, bởi vì ta vốn chẳng qua là cảm thấy thiên địa này có chút không đúng, muốn xem thử có thể sửa đổi một chút hay không, cũng chỉ là nếm thử mà thôi. Lý Trường Thọ đưa tay làm dấu mời, đã là tiễn khách lần thứ hai, hắn nói, ta sẽ để thân hữu không có quan hệ với đại kiếp rời đi Hồng Hoang, đạo hữu nếu ra tay với bọn họ, ta sẽ vén ra tấm át chủ bài thứ hai ngoài Cửu Ô Tuyền. Hồng Quân chắp hai tay sau lưng đứng dậy, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, cười hỏi, lại là cái nào đạo hữu tự cho là vững như bàn thạch, trên thực tế hệ thống Hồng Hoang đạo hữu xây dựng có trăm ngàn chỗ hở. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ta đã sớm biết vị trí của Bất Tử Hỏa Sơn, thuyền Côn Bằng có thể tùy thời đi qua, đâm chết Thủy Phượng trạng thái sắp chết, lấy thân thể tàn phế Côn Bằng, để Thủy Phượng làm nhiên liệu niết bàn, để Thủy Phượng trùng sinh. Sắc mặt của Hồng Quân đạo tổ bỗng nhiên trở nên lạnh, trường canh, ngươi vì đối kháng thiên đạo, quả nhiên là nhọc lòng, nhiều khi, ta chỉ xem đó như thủ đoạn tự vệ. Hồng Quân hỏi, vậy ngươi vì sao, vừa rồi không xuất thủ cứu Đế Tân? Lý Trường Thọ nói, cứu Đế Tân, chính là bảo vệ đại thương, thúc đẩy nhân đạo hưng thịnh, ta vẫn luôn rất muốn làm loại sự tình này, nhất là vào sau khi tọa nhân thị tiền bối hy sinh, ta suy tính rất nhiều loại khả năng, muốn tiến hành bảo trụ đại thương, thậm chí nghĩ tới làm thế nào bồi dưỡng đứa con trai thứ ba của Đế Tân Tử Canh, nhưng như vậy, chỉ là kéo nhân tộc vào bên trong đánh cờ giữa ta cùng với đạo hữu, lại càng kéo càng sâu. Cũng bởi vì đạo hữu ngươi không có điểm mấu chốt, ngươi sẽ tiến hành giết phàm nhân, không cần hỏi bất kỳ lý do gì đồ sát sinh linh, ta không dám cứu, càng không thể cứu, thay vì để phàm nhân đứng về phía ta, một lần nữa người không còn chín, chẳng bằng làm cho đạo hữu ngươi đạt được ước muốn, làm cho phàm tục trở thành một bộ phận thiên đạo vận chuyển tiếp theo, ta chỉ cần không đi động phàm tục liền có thể ổn đến chín thành tám. Lui một bước mà nói, tại Hồng Hoang mà tiên nhân cũng đều muốn ngạt thở này, phàm nhân có thể làm cái gì? Có thể thay đổi gì? Bọn họ chỉ cần sống sót tốt là được, ta cùng với đạo hữu đánh cờ, không cần dựa vào quang huy nhân đạo, cũng không cần để cho bọn họ vô duyên vô cớ hy sinh trong khi không biết rõ tình hình, cân nhắc tả hữu, chỉ có thể để nhân hoàng đương đại chịu chút ủy khuất, đây là phương án tổn thương nhỏ nhất. Tốt, trên mặt Hồng Quân mang theo mấy phần xúc động, lộ ra nụ cười thản nhiên, ngươi cùng với tiền bối của ngươi kia cuối cùng hoàn toàn khác biệt. Lý Trường Thọ chắp tay vái chào, Hồng Quân đạo tổ đáp lễ lại một cái chớp mắt tiếp theo, Hồng Quân đạo tổ hóa thành một vệt sáng, trong chớp mắt biến mất ở bên trên tiểu quỳnh phong. Lý Trường Thọ lẳng lặng đứng một hồi, quay đầu nhìn phòng bài bạc, một hồi lâu mới nói một câu, Trung, mang Linh Nga tiểu quỳnh phong đi Huyền Đô thành, đón mọi người, người có thể đón không? Đợi Hỗn Độn Trung trả lời, thân hình Lý Trường Thọ đã là tiêu tán theo gió. Phụ vương, hài nhi vô năng. Quả nhân hóa ra, không phải thiên mệnh. Ai? Tại hậu viện phủ thủy thần, Hữu Cầm Huyền Nhã mở hai mắt ra, nàng đang đả tọa, giờ phút này không hiểu sao cảm thấy ngực có chút quặn đau, đã xảy ra chuyện gì? Những tình hình chính mình vừa mới nhìn thấy đó. Triều Ca thành thiêu đốt một đêm nghênh đón ánh rạng đông, một lượng lớn binh mã tràn vào bên trong Triều Ca thành, khói đen tràn ngập, bên trên tọa giá ở giữa, một vị nam tử xa lạ đang ngồi thẳng bách tính trên đường phố trầm mặc, bên đường đao kiếm sáng loáng, những binh vệ tản ra sát khí nồng nặc đó. Xa xa có một tòa lầu cao bây giờ đã cháy đen, còn có thi thể lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên lầu cao kia. Đội xe đột nhiên dừng lại, phía trước đường phố xuất hiện một lượng lớn bóng người mặc áo bào trắng,
bọn họ phần lớn quỳ sát tại ven đường một vị lão giả mà hữu cầm huyền nhã, cảm giác có huyết mạch liên lụy yếu ớt cùng với chính mình, quỳ rạp trên đất, quỳ gối về phía trước, giơ cao hai tay, trong miệng la lên, đế tân vô đạo, thần nguyện tôn đại vương. Vi tử khải, hữu cầm huyền nhã bỗng nhiên đứng dậy, ánh vàng lập lòe, tư thái chỉ mặc váy mỏng xinh đẹp trước đây, bị chiến giáp bao trùm rút kiếm. Hữu cầm huyền nhã không biết chính mình muốn đi nơi nào, nhưng giờ phút này có một loại xúc động, chính là chảm tử tôn bất hiếu quỳ gối về phía trước kia. Tử tôn bất hiếu của huynh trưởng. Nàng mới vừa đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy đạo thân ảnh đứng trước mặt kia, Trường Thọ sư huynh, đi theo ta. Lý Trường Thọ đưa tay phải ra, hữu cầm huyền nhã không có chút do dự nào đưa tay trái ra, đầu ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay Lý Trường Thọ, hữu cầm huyền nhã liền cảm giác lưu quang xung quanh lấp lóe, như là ảo ảnh không ngừng biến ảo càn khôn na di. Một cái chớp mắt tiếp theo, đã là ở phía trên một biển mây. Hữu cầm huyền nhã còn chưa kịp làm ra phản ứng, Lý Trường Thọ đã nói, huyền nhã, ngươi có muốn đi theo ta hay không, hiện tại liền làm quyết định. Sư huynh, ta, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Trường Thọ ôn hòa nói, không có gì, chỉ là ta sắp rời đi, ngươi muốn tiếp tục ở lại thiên đình, hay là đi hỗn độn hải cùng với ta? Lựa chọn cái trước, ngươi liền có thể tiếp tục làm sự tình kế tiếp với ta, lựa chọn cái sau, ngươi bây giờ liền sẽ bị mang đến thiên ngoại chờ ta. Hữu cầm huyền nhã run lên, sau đó liền hỏi, sư huynh cần ta lưu lại không? Thương quốc cần vậy, vậy ta lưu lại. Hữu cầm huyền nhã khẽ cắn môi, ánh mắt có chút loạn, nhưng tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, sư huynh, ta muốn lưu lại, không chỉ là vì chuyện phải làm sau đó, mà là huyền nhã cảm thấy, bên cạnh sư huynh không thiếu người làm bạn, huyền nhã lại có thể làm rất nhiều sự tình có ý nghĩa ở bên trong thiên đình. Cũng tốt. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần cười khẽ, cầm một túi bảo nang đưa cho hữu cầm huyền nhã, bạn đang xem sư huynh. Sư huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Cất kỹ thứ này, xem như lễ vật chúng ta sắp chia tay. Đi theo ta, ta sẽ giải thích ngắn gọn chuyện gì đã xảy ra, cùng với ngươi phải làm gì, ngươi cần phải đi giết một người, tuyệt đối không được do dự. Bên trong thanh âm đàm thoại, Lý Trường Thọ cưỡi mây mang theo hữu cầm huyền nhã rơi thẳng cửu thiên, giờ phút này, cũng đã bất chi bất giác đến phụ cận Triều Ca Thành. Lý Trường Thọ làm động tác, điểm ra một mặt vân kính, cùng với hữu cầm huyền nhã, cùng nhau nhìn về phía tình hình bên trong vân kính. Vân kính hiện ra chính là, phía trước Đại Vương Cung Triều Ca Thành, có một tòa đài cao xây dựng lâm thời tiếng trống như sấm, người người nhốn nháo hơn mười mấy mặt trống lớn rung động ầm ầm, một vòng lại một vòng thương dân vây lại đài cao, nhìn chăm chú vào những bóng người bên trên đài cao kia. Đây là một đoạn đầu đài, một lão già ngồi ở trước mấy lá cờ lớn đó, thân mang quan phục màu tím, mặt lộ vẻ mệt mỏi, lại là thái sư Trung Quốc Khương Thượng ở ngay phía trước. Khương Thượng, nữ tử tư thái phi thường, mỹ mạo vô song kia quỳ ngồi ở đó, bị tiên thằng trói buộc tầng tầng, giờ phút này hai mắt trống rỗng, cúi đầu không nói, chính là đắc kỷ một vị võ tướng tiến về phía trước, không dám nhìn đắc kỷ nhiều, cất cao giọng nói, thái sư, hiện tại đã tra ra, đây là yêu phi của đế tân. Họa loạn triều cương, làm rất nhiều cực hình, tội không dung tha. Còn thỉnh thái sư lập tức chém đầu à? Khương Thượng lại là nhíu mày, đỡ dâu ngâm khẽ, thái sư. Dưới đài, thổ hành tôn kia giơ chân hô to, yêu nữ này phải giết. Bên cạnh truyền đến một tiếng quát khẽ, lại là tiểu na cha dẫm lên phong hỏa luân vừa mới chạy đến Triều Ca Thành không lâu, tức giận mắng, ngươi nói nhao nhao cái gì? Đến phiên ngươi nói chuyện à? Thổ hành tôn nặn ra nụ cười khó coi, cúi đầu lui xuống. Khương Thượng hỏi, đắc kỷ, ngươi có biết tội của ngươi không? Không biết tội, đắc kỷ lạnh lùng trả lời, vẫn là cũng không ngẩng đầu lên, tiếng nói tuy nhỏ, lại có thể khiến cho mọi người ở nơi đây nghe rõ. Ta nếu nhận tội, chính là bôi nhọ đại vương chính là quân vương Trung Hưng Thương Quốc, hùng tài đại lược, quả cảm thiên nghị, vì đại thương bỏ ra hết thảy, các ngươi bất quá là dựa vào thế lực tiên nhân hèn hạ thủ thắng, có thể giết ta, lại không thể nhục ta, có thể chảm ta, lại không thể định tội ta, các ngươi không xứng yêu phụ nhà ngươi. Võ tướng kia trợn mắt nhìn, lập tức liền muốn đưa tay rút kiếm. Khương Thượng lại làm thủ thế ngăn lại, nhìn chăm chú vào đắc kỷ. Một bên lại có võ tướng nhảy lên, khuôn mặt anh tuấn, thân hình thon dài, xách theo tam tiêm lưỡng nhận thương, tất nhiên là Dương Tiễn. Dương Tiễn lạnh nhạt nói, thái sư, không bằng thành toàn cho đắc kỷ, đưa đắc kỷ đi phong thần đài đoàn tụ với đế tân. Được. Khương Thượng chậm rãi gật đầu, không thể. Một bên đột nhiên có Chu Thần hô to, phải định tội trước. Dương Tiễn nhìn về phía Chu Thần kia, hỏi ngược một câu, định tội hay không, rất trọng yếu sao? Chu Thần kia hô, đây là sủng phi của đế tân, hại chết Khương Vương hậu đức hạnh cao thượng, nhất định phải định tội, bằng không không thể khiến người trong thiên hạ tin phục. Đắc kỷ cúi đầu nói, Khương hậu cấu kết phụ huynh, ý đồ mưu phản, lén viết thư cho Khương Hoàn Sở, để Khương gia làm giao uy hiếp Triều Ca Thành, đại vương dọn dẹp Khương gia, bất quá là vì quốc chính, nếu Khương hậu thật sự đức hạnh cao thượng, cần gì phải dựa thế phụ huynh bức hiếp đại vương. Chu Thần kia định tiếng nói, yêu ngôn hoặc chúng, không biết liêm sỉ. Lão Đông Bá hầu kia là đức cao vọng trọng bực nào, há có thể dùng người nói xấu như vậy. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn, ngày hôm nay phàm là ở chỗ này, cũng không cần để hai chữ liêm sỉ, đốc lương nguyên soái đây là có ý gì? Ý gì? Dương Tiễn gỡ mũ giáp xuống, vung đến dưới chân Chu Thần kia, hiện giờ Trung Quốc đã được thiên hạ, Vũ Vương ngưng tụ nhân hoàng, thiên tử khí vận, đã hoàn thành lệnh của sư phụ.
ta, Thiên Đình Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, nói chiến thắng của Chu Quốc là đáng hổ thẹn, ngươi thế nhưng có ý kiến? Ngươi, ừm. Dương Tiễn lặng lẽ nhìn chăm chú, hừ. Chu thần kia hất ống tay áo lên, lui lại nửa bước. Dương Tiễn sư điệt, Dương Tiễn sư điệt Khương Thượng liền vội vàng đứng lên làm người hòa giải, đừng có như vậy. Khương Thượng còn chưa trấn an Dương Tiễn, Na Cha bên kia lại nhảy ra ngoài, kêu lên, ta cũng không làm. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, ta sẽ quay lại tìm cha ta, các ngươi, này. Khương Thượng lập tức có chút bất đắc dĩ, nói, còn chưa luận công hành thưởng, sao có thể tử quan như vậy. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng cười khẽ, từ bên trong không trung bên cạnh, có một nữ tiên cưỡi mây mà tới Hỏa Linh Thánh Mẫu. Lại nghe Hỏa Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, bần đạo liền ngủ gật, xiển giáo đã là dẹp xong Triều Ca Thành, thật là lợi hại, chỉ là cũng không biết, mười mấy vạn chu quân này, đến cùng là dùng linh đan, rượu dược gì, thọ nguyên sau này còn lại bao nhiêu. Xiển giáo vì thắng, cũng xem như sử dụng mọi thủ đoạn để đối phó quân vương phàm nhân. Khương Thượng nhíu mày nhìn về phía Hỏa Linh Thánh Mẫu, cũng biết vị cao nhân tiệt giáo này, cất cao giọng nói, tiên tử nói sai, là Chu Quốc đại quân chúng ta dẹp xong Triều Ca Thành, không giống nhau sao? Hỏa Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, những chuyện khác bần đạo không muốn quản nhiều, ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút, các ngươi là như thế nào định tội đắc kỷ lại có tội gì? Các ngươi nếu không biết, bần đạo vẫn luôn làm tướng lĩnh tại Đại Thương, cũng có thể làm chứng đắc kỷ tuy là phụ mệnh tới làm loạn, nhưng lại chưa can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của Đế Tân. Các ngươi cùng với Đế Tân tranh vị, Đế Tân đã tự vẫn ở bên trên Trích Tinh lâu, các ngươi sao lại phải làm khó nữ tử như vậy? Có tướng lĩnh Chu Quân nói, đắc kỷ này kính hiến rất nhiều cực hình, đây chính là đại tội tẩy không sạch. Thương vốn là có rất nhiều cực hình. Hỏa Linh Thánh Mẫu nói, Đế Tân dùng cực hình chấn nhiếp Triều Cương cũng không phải là hại người tìm niềm vui, những người bị cực hình cũng là những quyền quý thương quốc đó, những quyền quý này ngày thường sở tác sở vi, đi đến địa phủ 18 tầng địa ngục còn thảm hại hơn, bất quá là hưởng thụ trước mà thôi. Dương Tiễn nhìn chăm chú vào Hỏa Linh Thánh Mẫu, nói, đạo hữu thế nhưng là tới cứu đắc kỷ. Bần đạo cùng với đắc kỷ vốn không quen biết, chỉ là không nhìn nổi chuyện nơi đây, chuyên tới để nói vài lời. Hỏa Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, các người muốn giết nàng, không bằng động thủ ngay bây giờ. Không có nhìn ra sao, nàng giờ phút này một lòng muốn chết, chỉ nguyện đi tìm đạo lữ của chính mình phu phụ. Na Cha nhỏ giọng nói, phàm nhân gọi là phu phụ. Hỏa Linh cao mày nói, nhưng nàng cũng coi như luyện khí sĩ yêu tộc. Đột nhiên, trên bầu trời cao truyền đến một thanh âm, nữ tử yêu tộc chiếm cứ thân thể nhân tộc, vốn là đại tội. Hỏa Linh ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi biến sắc. Nơi đó, Quảng Thành Tử đeo tay trái ở sau lưng, tay phải nâng một khối đại ấn, thân hình đang chậm rãi rơi xuống càn khôn. Quanh người Hỏa Linh vẫn như cũ bị giam cầm. Hỏa Linh, ngươi có biết tội của ngươi không? Quảng Thành Tử, ngọn lửa trên đầu Hỏa Linh ngưng tụ thành vương miện, một thân váy dài lấm tấm hỏa tinh, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần tức giận. Ngươi lần này làm tuyệt như thế, thật sự không sợ bị trời phạt sao? Phiên thiên ấn trong tay Quảng Thành Tử bỗng nhiên phóng đại, càn khôn quanh người Hỏa Linh xuất hiện một tầng hàng rào vô hình. Vị thập nhị kim tiên đứng đầu này lạnh lùng nói, đã vô lễ như thế, chớ trách bần đạo lòng dạ ác độc. Nói xong, Quảng Thành Tử đang muốn tế ra phiên thiên ấn, Hỏa Linh Thánh Mẫu hô hấp cũng đều có chút ngưng trệ. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, tiến về phía trước cất cao giọng nói, đại sư bá, phong thần kiếp nạn hiện giờ đã không cần hai giáo chém giết. Na Cha cuối cùng vẫn là có chút tâm tính hài đồng, lúc này còn chưa có tiến vào trạng thái nộ khí, cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ là lo lắng nhìn về phía Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng với Dương Tiễn. Dương Tiễn, Na Cha, hai người các ngươi lui ra. Quảng Thành Tử lạnh nhạt nói một câu, phiên thiên ấn nở rộ quang mang, hoành áp về phía Hỏa Linh. Thân hình Dương Tiễn nhảy lên một cái, lại là không có nửa điểm do dự, đánh một quyền về hướng phiên thiên ấn. Cái chết của Kim Quang dạy cho y một việc, muốn kiên trì tín niệm của chính mình, phải tuân theo tín niệm của chính mình mà đi, không thể có một tia một hào do dự. Quảng Thành Tử cho mày, lập tức liền muốn nhấn một ngón tay đối với Dương Tiễn. Mà ở trong một cái chớp mắt này, thân hình Dương Tiễn đột nhiên dừng lại, đụng phải một mặt tường không khí vô hình, phiên thiên ấn kia quỷ dị bay vụt lên không trung, lại phi tốc từ chậm chuyển nhanh, lại ở bên trong nháy mắt ngắn ngủi hóa thành một đạo lưu quang. Sắc mặt Quảng Thành Tử xẹt qua mấy phần ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vừa vặn nhìn thấy đại ấn của chính mình hóa thành kích thước như núi cao. Nhưng trên đỉnh núi cao này, một đạo thân ảnh có chút mơ hồ đứng chắp tay, tựa hồ không có chút dùng sức nào, dậm chân phải thanh âm nổ tung liên tiếp, các mặt phiên thiên ấn xuất hiện từng khe hở. Một cái chớp mắt tiếp theo, đại ấn này cùng với tiếng sấm rền đầy trời lại phá toái ầm ầm ở trên không, vô số mảnh vụn nổ tung kia quỷ dị lơ lửng bất động. Mà đạo thân ảnh đạp vỡ phiên thiên ấn kia có chút lấp lóe trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ khí tức lại xuất hiện sau lưng Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử thanh âm rung động, linh giác run rẩy, lập tức cao giọng hô to, Trường Canh sư đệ, việc này có ẩn tình khác, còn thỉnh nghe vi huynh giải. Chữ Thích căn bản không kịp ra khỏi miệng sau lưng. Ngay ở sau lưng Quảng Thành Tử, càn khôn nứt ra một khe hở, một bàn tay lớn thò ra, chỉ thẳng vào sau lưng Quảng Thành Tử. Quanh người Quảng Thành Tử phun trào thiên quang, quay người vung ra mấy đạo lưu quang, nhưng mà mấy đạo lưu quang nhẹ nhõm xuyên thấu bàn tay lớn kia, bàn tay lớn lập tức hiển lộ ra sắc thái bột giấy, trong đó người giấy. Quảng Thành Tử đột nhiên cảm thấy cổ lạnh buốt, nguyên thần bị phong, thần hồn bị nhốt,
cảm giác sau cùng chính là bị người túm cổ, tiện tay quăng về phía mặt đất. Trường canh sư đệ không phải là bị sư tổ vây khốn sao? Gần như đồng thời, trong một tòa phủ đệ lộng lẫy tại Triều Ca Thành, Vi Tử Khải một cái chớp mắt trước đó còn mặt mày hớn hở, giờ phút này trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Một thanh trường kiếm lưỡi rộng đặt ở trên cổ Vi Tử Khải, liền nghe được một tiếng hừ lạnh, trường kiếm kia xẹt qua, mang theo một vệt đỏ thắm, kẻ này không được vào tử. Bịch bịch một tiếng, tiên nhân vừa mới tiêu sái đăng tràng, lúc này giống như một con rối nặng nề ngã trên đài cao, khiến một ít khói bụi bay lên rơi thẳng. Mí mắt của Khương Thượng nhảy loạn, Dương Tiễn lập tức ôm quyền cúi đầu. Đắc Kỷ vẫn luôn hai mắt trống rỗng kia, trong mắt nhiều thêm một chút sắc thái. Những thương dân xung quanh xôn xao. Lý Trường Thọ vung tay lên, tàn phiến phiên thiên ấn bị càn khôn một ngụ nuốt hết, dùng biện pháp như vậy thu vào, chuẩn bị sau khi quay về bổ sung lực lượng thổ ngũ hành dưới Tiểu Quỳnh Phong. Trường An thúc, Tiểu Na Cha dẫm lên phong hỏa luân trực tiếp xông lên. Khuôn mặt không chút biểu tình trước đây của Lý Trường Thọ lộ ra một chút ý cười. Trần Na Cha bay đến trước mặt, đưa tay vuốt đầu y, nói: đi gọi bọn người sư phụ ngươi qua, ở phía tây nam. Vâng. Na Cha đáp ứng một tiếng, cũng không hỏi bọn người sư phụ chạy tới làm gì, trực tiếp dẫm lên phong hỏa luân chạy tới phía tây nam Lý Trường Thọ. Giờ phút này bảo trì khuôn mặt ban đầu của chính mình, uy thế tự thân lại làm cho một đám luyện khí sĩ không ngẩng đầu lên được, thân hình hắn cũng không rơi xuống, miệng nói một câu: Dương Tiễn, rời đài này đến vùng hoang vu ngoài thành, đảm bảo nguyên vẹn. Vâng. Dương Tiễn định thanh trả lời, thân hình trực tiếp nhảy xuống từ trên đài, quát lạnh một tiếng, người trên đài chớ động. Nói xong dậm chân trái xuống đất, tay phải ấn về phía trước, toàn bộ đài cao cùng với bùn đất dày ba thước bên dưới vững vàng bay lên không trung. Khương Thượng cùng với một đám tay trống, Chu Thần, thậm chí cũng không cảm giác được mấy phần lắc lư. Dương Tiễn nâng tòa tiên đảo này bằng một tay, thân hình bay đến giữa không trung, chậm rãi bay về phía ngoài thành. Phàm nhân Triều Ca Thành đã bao giờ nhìn thấy trang diện này, một đám quỳ rạp trên đất, trong miệng hô to tiên nhân phàm tục mộ tiên, hiện tượng tự nhiên rất phổ biến. Lý Trường Thọ đưa mắt nhìn về phía Hỏa Linh Thánh Mẫu, nói một tiếng, ngươi cũng đi theo Hỏa Linh Thánh Mẫu, vội vàng vái chào, tạ ơn trường canh sư thúc cứu mạng. Ừm. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Lý Trường Thọ ứng tiếng, cũng không nhiều lời, chắp tay cưỡi mây bay về phía bên ngoài Triều Ca Thành. Một lát sau, đài cao đứng vững vàng ở bìa rừng núi, Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng ở giữa không trung, lặng lẽ chờ đợi ở đài cao này. Tu vi toàn thân Quảng Thành Tử bị phong, giờ phút này nằm ở trước mặt Đắc Kỷ, đã là hoàn toàn không có cách nào động đậy. Nguyên thần, thần hồn đều đã mất đi cảm giác đối với ngoại giới, tương đương với phàm nhân bị đánh bất tỉnh. Dương Tiễn khoanh tay đứng ở góc đài cao, giống như môn thần vậy. Khương Thượng giờ phút này nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng chỉ có thể trấn an những Chu Thần gần như làm trò cười cho thiên hạ đó, bảo những người đánh trống kia làm hộ vệ. Không thể không nói, lịch luyện tại phàm trần vài năm, Khương Thượng hiện giờ đã là một vị thái sư hợp cách sai sử người ta làm hết việc này đến việc khác. Nhưng ánh mắt của Lý Trường Thọ rơi vào trên người Khương Thượng, đáy mắt tóm lại không khỏi xẹt qua mấy phần tức giận. Nghiệp chướng, nghiệp chứng quấn ở chung quanh nguyên thần, đã ảnh hưởng tới thọ nguyên của y, đây chính là những phản phệ do Lâm Uyên Đan mang đến, bị Quảng Thành Tử thao tác một phen, cưỡng ép làm cho Khương Thượng gánh chịu, chặt đứt tiên đồ vốn cũng không ổn của Khương Thượng bắt đầu từ bây giờ. Cho dù Khương Thượng mỗi ngày làm việc thiện thì khi thọ nguyên kết thúc, cũng không thể miễn đi 18 tầng địa ngục một lần, sau này chỉ có thể xây chùa miếu để kiếm hương công đức cân bằng nghiệp chứng. Quảng Thành Tử lần này, nhị sư bá đến cũng không cứu được. Nếu như thiên quy không liên quan đại sư huynh, như vậy thiên quy này không thiết lập cũng được. Kỳ thật từ một góc độ nào đó, Lý Trường Thọ cũng vô cùng xoắn xuýt. Giữ gìn thiên đình chính là giữ gìn thiên đạo, giữ gìn thiên đạo chính là gia tăng độ khó cho tu chỉnh thiên đạo ngày sau. Nhưng Lý Trường Thọ có một bộ tiêu chuẩn hành sự của chính mình, cũng sẽ không bởi vì như vậy mà từ bỏ nguyên tắc của bản thân, mà là sẽ tìm biện pháp giải quyết càng ổn thỏa chu toàn hơn. Động chuyển thế thân sư phụ của hắn chính là động đến nguyên tắc này, trực tiếp cho phàm nhân tướng sĩ ăn cái gọi là tiên đan, chính là đâm xuyên qua tiêu chuẩn hành sự của hắn. Khá lắm, hắn phí hết tâm tư muốn ở bên trong trận đại chiến giữa chính mình cùng với thiên đạo, bảo vệ thánh mẫu nương nương, bảo vệ phàm nhân nhân tộc, để cho bọn họ không cần ra tay, cũng không bị liên lụy, khi cần thiết còn có thể đi tương trợ thiên đạo. Vì cái gì? Không phải chính là trả một phần ân tình cho tọa nhân thị tiền bối. Vì cái gì? Còn không phải là chính mình xuất thân phàm tục, thấy phàm nhân đau khổ dãy giụa ở bên trong hồng hoang thiên địa này, bị xem như công cụ hương hỏa, dưới đáy lòng có chút không cam lòng. Hắn lúc ấy không thể làm gì mời tọa nhân thị tiền bối ra tay, dẫn đến tọa nhân thị tiền bối mất đi, đáy lòng cất áy náy. Quảng Thành Tử biết rõ hắn vô cùng coi trọng đối với nhân tộc, hắn diệt yêu tộc thượng cổ, tham gia nhân tộc phạt thiên, mưu đồ tiên khế cùng với tiên phàm tách ra, vì thế tục Nam Châu, lấy phàm nhân làm hạch tâm chế định một lượng lớn thiên điều, xiển giáo đều để ở trong mắt. Làm những điều này là vì cái gì? Nhân tộc. Quảng Thành Tử khôn khéo như thế, đa mưu túc trí như thế, thậm chí thực lực đấu pháp xếp hạng chót ở bên trong tam giáo đại sư huynh, lấy mưu đồ để bù đắp nhược điều này, sao có thể không biết điểm này? Làm sao không rõ ràng điểm này? Lúc Lý Trường Thọ ngồi ở Tiểu Quỳnh Phong, nhìn thấy Quảng Thành Tử mang Vi Tử Khải sứ giả tiến vào Chu Doanh, nhìn Quảng Thành Tử muốn Khương Thượng dùng Lâm Uyên đan kia, nếu như không phải Không Minh đạo tâm đè ép, huyết áp của hắn đã tăng cao rồi.
quả thật là vì lấy lòng đạo tổ, vì lấy lòng thiên đạo, từ bỏ điểm mấu chốt nhất quán, không để ý cái gọi là thanh danh phúc nguyên thâm hậu của chính mình. Xiển giáo đang làm cái gì, thật sự cho rằng hắn vẫn luôn không nhìn thấy sao? Lý Trường Thọ chẳng qua là chú ý đến đạo môn một nhà thân, chú ý đến tình nghĩa thâm hậu giữa lão sư cùng với nhị sư thúc, tam sư thúc, vẫn luôn lễ ngộ có thừa đối với xiển giáo nhìn từ một góc độ khác, ở trên đường phong thần đại kiếp trên dưới xiển giáo biết rõ Nhiên Đăng có vấn đề, lại lấy danh nghĩa Nhiên Đăng là phó giáo chủ do lão sư bổ nhiệm từ thượng cổ, để Nhiên Đăng muốn làm gì thì làm, để xiển tiệt nhị giáo ở bên trong mấy vạn năm xuất hiện một lượng lớn mâu thuẫn xiển giáo, tự cho là cao minh, để Nhiên Đăng cõng nồi. Trên thực tế hết thảy đều là nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn ngầm đồng ý, thậm chí Nhiên Đăng, Văn Thù và các đệ tử xiển giáo thoạt nhìn có vấn đề, chính là Minh Cở Tây Phương Giáo hạ Lý Trường Thọ hắn đắc thế, có lão sư duy trì, xảo diệu kéo Thiên Đình cùng với Tây Phương Giáo thành đối lập, làm Tây Phương Giáo thành một phương phản thiên, đè ép Tây Phương Giáo xiển giáo chính là thái độ mơ hồ, hành vi ái muội, cản trở bên trong huyết hải, mặt mũi tràn đầy không vui đối với ước hẹn không chiến, ngăn cản Dương Tiễn đập sơn môn phương Tây, lúc Tiệt Giáo diệt phương Tây còn muốn lấy danh nghĩa cân đối đi gấp rút tiếp viện Tây Phương Giáo. Hắn thật sự đã nhịn Quảng Thành Tử, nhịn xiển giáo quá lâu rồi, thượng cổ tam thanh phân ra, thật sự chỉ là bởi vì thu đồ gây nên mâu thuẫn sao? Cũng không phải vậy, đó chỉ là câu chuyện xa xưa được bàn tán tại Hồng Hoang. Lý Trường Thọ vào lúc còn chưa tu thành Kim Tiên, đã rõ ràng sau lưng tiềm ẩn xung đột gì đó là Thông Thiên Giáo chủ cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn xung đột lý niệm tuyệt đối. Lúc ấy khi hắn tính kế, phàm là dính đến lục thánh, đều sẽ dùng một ít ký hiệu thay thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn ký hiệu là một chiếc cốc dạ quang, Thông Thiên Giáo chủ ký hiệu là một chiếc giỏ trúc, kỳ thật cũng không có hàm nghĩa đặc biệt gì khác. Thông Thiên Giáo chủ đại biểu cho công dã tràng lấy giỏ trúc mà múc nước, khắp thiên hạ đều có đệ tử, ấn theo kịch bản phong thần gốc, cuối cùng chỉ còn lại có mấy đệ tử không giữ được. Hàm nghĩa cốc dạ quang càng đơn giản, chính là cốc đạo lý rất đơn giản. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ, xem chính là lai lịch thanh chính, xem chính là phúc duyên thâm hậu theo hầu, phúc nguyên là ai định thiên đạo. Thông Thiên Giáo chủ thu đồ, hữu giáo vô loại, xem chính là nhãn duyên, tư chất, chủ trương lấy ra một chút hy vọng sống vì vạn linh, đây là đang làm cái gì? Không để thiên đạo ở trong mắt, dùng lực lượng tự thân, đoạt đi một chút hy vọng sống vì sinh linh đáng chết, vì luyện khí sĩ không có phúc duyên gì, cung cấp một con đường trường sinh lúc phong thần đại kiếp vừa mới bộc phát, khốn cảnh mà Tiệt Giáo đối mặt, là không có bảo vật trấn áp khí vận tự thân đệ tử không chừng, rất dễ dàng hóa thành cho tàn ở bên trong đại kiếp. Khí vận là ai định? Cũng là thiên đạo. Khí vận đại biểu cho sự tán thành của thiên đạo đối với sinh linh, tương quan với sinh linh tu hành ở trong thiên địa gặp được lực cản, khí vận càng cao, lực cản càng nhỏ, logic ẩn giấu ở đây, chính là sinh linh được thiên đạo tán thành mới có thể trường sinh, mà sinh linh không được thiên đạo tán thành liền nhất định phải tàn lụi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu được đạo lý này, thuận thiên mà đi Thông Thiên Giáo chủ cũng hiểu được đạo lý này, nhìn những sinh linh kia, động lòng trắc ẩn, đứng ở trước mặt bọn họ nói một câu, đi theo ta là thánh nhân, có thể bảo vệ được các ngươi. Cái gọi là phong thần đại kiếp, chẳng qua là thiên đạo vây quét đối với người nghịch thiên. Chẳng qua là thiên đạo sàng chọn đối với sinh linh thuận theo số mệnh đến trường sinh, không thuận số mệnh hóa kiếp cho tam thanh phân ra, mặt ngoài là bởi vì lý niệm thu đồ, trong đó lại là hai vị thánh nhân bước lên hai con đường, là tính tình hoàn toàn khác biệt dẫn đến sự bất đồng. Thái Thanh thánh nhân, thanh tĩnh vô vi, thu đồ một vị, không ban cho tính danh đạo hiệu, ở trên chín tầng trời lặng lặng nhìn chăm chú vào tam giới này, không quan tâm hai vị sư đệ lý niệm khác nhau, không quan tâm xiển tiệt nhị giáo tranh chấp, chỉ quan tâm sinh linh thiên địa này liệu có bị thiên đạo áp chế hoàn toàn hay không, quan tâm trình độ hoạt bát của chân linh ở bên trong tam giới. Đây chính là lý do Lý Trường Thọ tại sao lại nói lão sư của chính mình kế thừa di chí bàn cổ thần. Kỳ thật nói bóng gió chính là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn vi phạm di chí bàn cổ thần, thiên đạo cùng với đạo tổ đánh cắp khai thiên đạo quả. Thông Thiên Giáo chủ có chút hành động theo cảm tính, cái nhìn đại cục không quá tốt. Lý Trường Thọ vẫn luôn không muốn đề cập vấn đề này, nhưng hoàn cảnh hắn đối mặt lúc này đã vô cùng gian nan, đúng là vô cùng gian nan. Đạo tổ đích thân tới Tiểu Quỳnh Phong, cố ý đấu pháp trống rỗng, đánh cờ trống rỗng với hắn, kỳ thật chính là đang ép hắn làm ra lựa chọn, hoặc là hiện tại xuất thủ, hoặc là lập tức rời đi đạo tổ, là dùng tính mạng người có quan hệ với Tiểu Quỳnh Phong uy hiếp hắn làm ra quyết định. Đạo tổ đây là đang dùng tính mạng của Vân uy hiếp hắn làm ra quyết định. Không minh đạo tâm khởi động lại. Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài dưới đáy lòng, cúi đầu nhìn chăm chú vào Quảng Thành Tử, khóe miệng xẹt qua một chút cười lạnh chào phúng Quảng Thành Tử vì sao đột nhiên nhảy như vậy. Thật ra là bởi vì Quảng Thành Tử bị giáo nghĩa xiển giáo, bị nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị thiên đạo nghiền nát một chút kiên trì, còn lại y dùng đây cũng là vì tốt cho xiển giáo, thuyết phục tự thân, lại đang làm sự tình thuận theo thiên đạo. Tuy nhiên khi thiên đạo cùng với đạo tổ đạt thành mục đích, Quảng Thành Tử lại bị đạo tổ lôi ra làm cái bia ngắm, buộc Lý Trường Thọ ra tay đối phó Quảng Thành Tử, dẫn phát đạo môn phân liệt, hoàn thành kiếp nạn phong thần sau cùng muốn nói ác. Quảng Thành Tử cùng với thiên đạo chia ba bảy, đạo tổ tại giờ phút này chắc hẳn đang an vị ở bên trong Tử Trúc Lâm, mỉm cười nhìn chăm chú vào một màn này. Đáy lòng Lý Trường Thọ không khỏi cười khổ, là sự tình chính mình muốn làm xiển tiện, hợp lại bị đạo tổ phát hiện ra, mới có sự tình đạo tổ xúi dục Quảng Thành Tử, muốn buộc hắn phải rời đi trước xiển tiệt hợp lại,
Kỳ thật bản chất chính là Tiệt giáo lôi kéo Xiển giáo cùng nhau kháng Thiên Tam Thanh, cùng với bộ ba kiện khai thiên thần phủ, những thứ thiết yếu để đổ thiên. Lần này đạo tổ ra tay, là cơ hội duy nhất hắn phát động một cuộc phản công toàn diện trước khi rời khỏi Hồng Hoang, thiên địa có thể để thăng phần thăng lên 80%, thậm chí 90% hay không, đều xem kế tiếp mình liệu có thể bức nhị sư thúc hiện thân, có thể bức nhị sư thúc cho thấy lập trường tự thân hay không. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn con đường Tam Thanh kháng thiên, chính mình thậm chí không cần rời đi. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ lấy phúc duyên theo hầu để qua loa tắc trách, chính mình chỉ có thể làm cho nhị sư thúc cùng với tam sư thúc hoàn toàn đối lập, xua tan một chút ảo tưởng không thực tế kia của tam sư thúc, như thế cũng có thể gia tăng một chút khả năng chiến thắng cho kế hoạch sau đó. Kể từ giờ phút này, bên trong Hồng Hoang chỉ tồn tại hai phe cánh: Thiên, Linh, Tinh, Tinh Quân đại nhân. Thanh âm của Khương Thượng truyền đến từ phía dưới, Lý Trường Thọ đang suy tư những đại sự này, biểu tình có chút lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới, Khương Thượng kia run run, suýt nữa trực tiếp quỳ xuống. Lý Trường Thọ nhanh chóng thu lại biểu tình, mỉm cười ôn hòa với đối với Khương Thượng, "Khương thái sư có gì chỉ giáo?" "Không dám, không dám." Khương Thượng vội vàng vái chào một cái, cưỡi mây bay lên nửa trượng, biểu thị chính mình là dùng thân phận luyện khí sĩ Xiển giáo đối thoại cùng với Lý Trường Thọ. Khương Thượng nói, "Tinh Quân đại nhân, cho ta mạo muội hỏi một tiếng, ngài vì sao đột nhiên liền ra tay đối với Quảng Thành Tử sư huynh?" "Thế nhưng là bởi vì nguyên nhân Quảng Thành Tử sư huynh muốn ra tay đối với Hỏa Linh đạo hữu." Hỏa Linh thánh mẫu tránh ở một bên, nghe vậy lập tức tỉnh táo tinh thần, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, đáy mắt còn mang theo một chút chờ mong. Lý Trường Thọ nói, "Phải, cũng không phải, chỉ giáo cho. Nếu mặc cho Quảng Thành Tử sư huynh giết Hỏa Linh sư điện, e là ngày hôm nay không tránh được một trận đại chiến giữa Tiệt giáo cùng với Xiển giáo. Phong thần đại kiếp còn có kiếp vận chưa bị lấp đầy, chú định ngày hôm nay nên có không ít tiên nhân hóa thành kiếp hôi, nhưng đây chỉ là nguyên nhân ta quyết định ra tay ngăn cản thật nhanh, sau khi ta hủy phiên thiên ấn kia cũng đã gác lại, bắt Quảng Thành Tử sư huynh, lại là bởi vì sự tình Lâm Uyên Đan." Khương Thượng không khỏi ngẩn ra, "Ngài làm sao? Ta vẫn luôn đang nhìn chăm chú, chẳng qua là lúc đó bị một vị đại nhân vật ngăn trở, cũng chỉ có thể nhìn chăm chú." Lý Trường Thọ cười cười đối với Khương Thượng, nói, "Không cần hỏi nhiều, ngươi nếu muốn thẩm tra Đắc Kỷ liền tiếp tục thẩm tra, chẳng qua tốt nhất nên đợi một lát, hiện tại còn chưa náo động." Khương Thượng liếc nhìn Đắc Kỷ, trùng hợp Đắc Kỷ cũng đang ngẩng đầu nhìn, uy trong mắt Đắc Kỷ xẹt qua kinh ngạc, mê mang, sau đó liền khôi phục trong suốt, cúi đầu không nói. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, "Hồn phách đế tân đã bị ta đưa đi phong thần đài, y cũng coi như nhân họa đắc phúc, lúc được phong thần đài tạo nên nhục thân, cho tu vi cảnh giới chân tiên, sau này làm tiên thần thiên đình, cũng có thể gần như trường sinh bất lão, so với các đời quân chủ đại thương quốc cũng đều an nhàn hơn không ít." Trong mắt Đắc Kỷ chớp động quang mang, vẫn như cũ là cúi đầu, khóe miệng lại nở một nụ cười vũ mị. Khương Thượng hỏi, "Tinh Quân, Đắc Kỷ nếu bị trảm, cũng có thể đi phong thần đài sao?" "Không nhất định." Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, "Việc này còn chưa có định số, trước tiên định tội Quảng Thành Tử lại nói cái khác định tội." Khương Thượng không khỏi run run mấy lần, định tội đại sư huynh Xiển giáo. Như vậy chính mình để mặt mũi của giáo chủ Xiển giáo, lão sư chính mình ở nơi nào? Ở phương hướng tây nam, đạo đạo lưu quang bay vụt mà đến, nhìn như khí thế hùng hổ, kỳ thực một người bay chậm hơn một người, mà ở phương hướng chính đông, càng nhiều lưu quang bay vụt, một cỗ uy áp quen thuộc đã sớm phóng thích Xiển tiện, đăng tràng. Tại phế tích Trích Tinh Lâu, một vệt ánh vàng chậm rãi bay tới giữa trời xanh, hóa thành nữ chiến thần thiên đình thân mang chiến giáp kia hữu cầm huyền nhã, rơi vào bên trên một mảnh sàn nhà đốt cháy khét, nhìn chăm chú thi thể xếp bằng ở kia, vẫn chống kiếm, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Tiên tổ nói, "Tuy có tiếc nuối, mặc dù thiếu sót, nhưng xả thân thủ tiết, không nhục danh nhân hoàng nhân tộc, con trai của ngươi Tử Canh, ta tự sẽ bảo vệ y chu toàn, thương mặc dù đánh mất khí vận nhân hoàng, nhưng từ đường sẽ tồn tại ta tên Huyền Nhã, khế là con cháu ta, ngươi là một vị tương đối xuất chúng của khế, mà ta từng thấy trong ngàn năm qua." Nàng vừa dứt lời, một tia gió nhẹ thổi tới, thi thể cháy đen kia chậm rãi đổ sụp thành một đống bụi cát. Thái Ất chân nhân xưa nay không cảm thấy, trên đời này còn có chuyện gì, có thể khiến cho y rơi vào tình thế khó xử, khó càng thêm khó. Khó tiếp tục gặp được chuyện bất bình, cùng lắm thì chính là âm dương vài câu, chính mình liền sẽ cảm giác vô cùng đã nghiền. Nhưng hôm nay, y gặp chuyện này. Bạn đang xem Sư Huynh A Sư Huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Làm sao xử lý? Đại Sư Huynh Quảng Thành Tử, đệ nhất tiên ngọc hư cung kích kim trung, liền như vậy nằm trên đài cao, không biết sống hay chết. Cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Đại Sư Huynh lần này, không sai biệt lắm chính là như vậy. Xiển giáo liên quan tới duy trì Trung Quốc, là có một bộ mưu tính hoàn chỉnh, mỗi một bước kế hoạch đều rất rõ ràng. Ý tại chiếm lý lại thuận lợi để tiên Tiệt giáo lấp kiếp vận đại kiếp, nhưng trước đây Quảng Thành Tử sư huynh bế quan mấy ngày, đột nhiên thay đổi ý nghĩ, trực tiếp cường ngạnh can thiệp giao phong ở giữa Thương Quốc cùng với Chu Quốc, thậm chí không tiếc tính kế một trong mấy người Trường Canh, sư đệ để ý nhất Thái Ất chân nhân, có chút xem không hiểu Quảng Thành Tử đang làm cái gì, nhưng ý xác định, Quảng Thành Tử rõ ràng biết bản thân đang làm cái gì, cũng không phải là bị kiếp vận khống chế, nhưng hôm nay lại có thể làm gì. Một số lớn tiên Tiệt giáo đã chạy đến, dẫn đầu chính là Đa Bảo đạo nhân, đi theo phía sau là Quy Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu Tiên Tử,
Còn có nữ tiên áo trắng có thể chi phối thế cục tam giới chỉ bằng một lời nói, Vân Tiêu lại có thể làm sao chứ? Thái Ất chân nhân cười khổ nói, luận trí kế, sau khi Quảng Thành Tử sư huynh ngã xuống, cũng chính là y, thập nhị kim tiên xếp hạng thứ 5 về mọi phương diện, chỉ tính xoáy khí thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 3, đứng ra chủ trì đại cục, các vị đừng vội. Văn Thủ đạo nhân truyền âm nói, Quảng Thành Tử sư huynh bị Trường Canh sư đệ chế trụ, đằng sau lại nghe bần đạo an bài, trước cứu đại sư huynh ra lại nói cái khác cục. Khóe miệng Thái Ất chân nhân điên cuồng có quắp mấy lần, mặt đen cố ý bay chậm hơn, còn dắt Ngọc đỉnh chân nhân lui về phía sau mấy bước, tùy y đi tiên nhân bi hoan cũng không tương thông. Bần đạo chẳng qua là cảm thấy tên gia hỏa này rất ồn ào, liền nghe được phía trước tiếng sấm run run, lại là hơn ngàn tiên tiệt giáo đi đến trước tiên, cố ý chấn động càn khôn, tạo chút thanh thế. Tiên xiển giáo vốn nhân số ít, tu vi bình quân cũng yếu một chút, giờ phút này càng là áp lực khá lớn. Đúng lúc này, một tiếng hạc kêu vang lên từ chân trời, đã thấy một lão đạo tóc trắng xóa, trên trán có quả đào mừng thọ, dẫm lên lưng bạch hạc, mang theo mấy vị lão giả tóc trắng cùng nhau bay tới lão đạo này. Vừa mới vừa hiện thân, tiên xiển giáo tựa như có được lực lượng, từng người thôi động ánh đỏ, cấp tốc rơi vào phía sau lão đạo. Người đến tất nhiên là Nam Cực Tiên Ông, lập tức một phương xiển giáo, Nam Cực Tiên Ông, 8 vị tiên nhân trong thập nhị kim tiên xiển giáo cùng nhau tiến về phía trước, Đa Bảo đạo nhân và 4 vị đại đệ tử tiệt giáo, 3 vị tiên nhân tùy hầu thông thiên giáo chủ tiến về phía trước. Ở trái phải đài cao kia, ở độ cao ngang với Lý Trường Thọ, cưỡi mây mà đứng Nam Cực Tiên Ông cúi đầu nhìn chăm chú Quảng Thành Tử, nặn ra một nụ cười khó coi, ôn hòa nói, Trường Canh sư đệ. Lý Trường Thọ nói, còn thỉnh Thọ Tinh hô một tiếng Thái Bạch Tinh Quân. Tinh Quân Nam Cực Tiên Ông thở dài, chuyện ở nơi đây chính là xiển giáo chúng ta đối lý, hơn nữa còn có rất nhiều việc Quảng Thành Tử sư đệ không làm, còn thỉnh Tinh Quân xem ở phân thượng đạo môn một nhà, bỏ qua cho Quảng Thành Tử. Sư đệ lần này mở miệng liền để tư thái tự thân rất thấp, ngược lại là làm tiệt giáo đều không tiện mở miệng ép buộc. Lý Trường Thọ nói, không quy củ không thành phương viên, xiển giáo một trọng theo hầu, hai trọng phúc nguyên, ba xem quy củ, chắc hẳn sư huynh cũng nên lý giải, ta hôm nay định tội đối với Quảng Thành Tử, chuyện này. Nam Cực Tiên Ông thở dài, Trường Canh sư đệ, Quảng Thành Tử sư đệ cụ thể phạm quy củ gì? Lý Trường Thọ nói, thiên đình sớm có thiên quy, tiên nhân không thể can thiệp phàm tục, nhưng Trường Canh sư đệ, đại kiếp rơi xuống, thiên cơ sở hiện đối ứng tại vương quyền biến đổi thế tục Nam Châu. Nam Cực Tiên Ông không nhanh không chậm phản bác, tiệt có văn trọng, ngồi ở vị trí cao quốc sư thương quốc, mang binh chinh chiến bốn phía, nhiều lần hiển lộ thần thông. Vì sao trước đây thiên đình mặc kệ, bây giờ Quảng Thành Tử chẳng qua là làm sự tình giống như văn trọng, thiên đình liền muốn xuất thủ rồi? Sau đó, lão Thọ Tinh này cười buồn một cái, vội nói, đây không phải cố ý tìm lỗi, cũng không phải nói thiên đình bất công, chỉ là luận sự, còn thỉnh Tinh Quân chớ trách ồ. Lý Trường Thọ nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Trong lòng Thái Ất chân nhân, Ngọc đỉnh chân nhân nhất thời lộp bộp hai tiếng biểu lộ như vậy, tạo cho bọn họ cảm giác, trước đây tại thời điểm Trường Thọ đối thánh thứ 6, thường xuyên xuất hiện. Lý Trường Thọ nói, Thọ Tinh cũng ở thiên đình, hẳn là biết được tiền căn hậu quả việc này, hiện giờ lại không nói rõ ràng, chẳng phân biệt được trước sau. Không nói quá trình, không khỏi có hiểm nghi. Nghe nhìn lẫn lộn, trước đây kiếp vận đại kiếp đang nồng, một đại công dụng của kiếp nạn này chính là tuyển chọn chính thần cho thiên đình, cho nên xiển tiệt nhị giáo vào thế tục, thiên đình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc mới đầu tiên nhân hai giáo coi như khắc chế, chỉ là làm chức vụ văn thần võ tướng, chinh chiến cũng không hiển lộ thần thông, cũng không vượt qua phạm vi thiên quy thiên đình cho phép. Nhưng theo xiển tiệt nhị giáo tử thương tăng nhiều, tiên nhân hiển thánh ở trước mặt phàm nhân, sự tình tùy ý tàn sát, lăng nhục phàm nhân thường có phát sinh, cho nên trước đây không lâu ta mệnh thông minh điện tăng tuyên bố thiên quy thiên điều đối với Hồng Hoang, cường điệu đề cập sự tình Nam Châu, nhằm để tiên nhân hai giáo có chút thu liễm. Thiên đình sau khi nhắc lại việc này cũng không phái thiên tướng thiên binh điều tra, nhờ đó giữ thể diện cho xiển tiệt nhị giáo. Vào sau lúc này đã xảy ra chuyện gì, tiệt giáo không còn can thiệp Nam Châu nhiều, văn trọng bỏ mình, tiệt giáo ẩn nhẫn khắc chế không phản ứng chút nào, Quảng Thành Tử xiển giáo lại không kiêng nể gì cả, xem thiên quy thiên điều như không có gì, lấy đan dược giảm thọ nguyên mưu thọ nguyên của mười mấy vạn phàm nhân, gần như lấy sức một mình sửa đổi thế cục phàm tục, thọ nguyên của mấy vạn phàm nhân kia là đại sự, thế cục phàm tục càng là đại sự, nhân hoàng nhân tộc bị tiên nhân dùng độc kế như vậy hủy diệt, càng là đại sự. Tội này, xiển giáo nhận hay là không nhận? Trong mắt Lý Trường Thọ thần quang bức người, chúng tiên xiển giáo tạm thời có chút yên lặng. Văn Thủ đạo nhân lập tức nói, Chu Thái Thương, vốn là thiên mệnh, Quảng Thành Tử sư huynh thuận thiên mà đi, thiên đình vì sao lại giáng tội? Vậy thì tốt. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, thỉnh cầu các vị cùng với ta đi đến Hỏa Vân Động. Ta lấy danh nghĩa đệ tử nhân tộc Lý Trường Thọ, mời các vị tiền bối Tam Hoàng Ngũ Đế định tội Quảng Thành Tử mưu hại nhân hoàng, Tinh Quân, việc này không cần căng thẳng như vậy. Nam Cực Tiên Ông liếc nhìn Văn Thù, ôn hòa nói, bây giờ thế cục Nam Châu đã định, chúng phàm nhân tướng sĩ vì vậy mà miễn chết, lê dân các nơi vì thế có thể sống yên ổn sớm mấy năm. Quảng Thành Tử tuy có sai lầm, nhưng y cũng là sốt ruột hộ giáo, còn thỉnh Trường Canh, à không, Tinh Quân đại nhân, xem ở bên trên tình cảm xiển giáo, cho xiển giáo thêm một chút mặt mũi. A Quỳnh Tiêu vẫn luôn không có mở miệng, thấy tỷ phu nhà mình nổi giận, lúc này cũng là không nhịn được đứng dậy,
khoanh tay nói, đại giáo của nhị sư bá là Phường Nhuộm sao, cần nhiều mặt mũi như vậy để làm gì? Tỷ phu ta đã nói rõ ràng việc này, tiền căn hậu quả rõ ràng, Quảng Thành Tử phạm tội chính là phạm tội, xiển giáo bao che như vậy, ta đây quả thực rất bất bình vì đệ tử tiệt giáo, chúng ta chết tại Nam Châu Đa Bảo đạo nhân, chắp tay sau lưng, bụng dưới hở ra nhẹ nhàng lắc lư, nghiêm mặt nói, chuyện này, bần đạo nói vài câu lạc đề, Quảng Thành Tử sư huynh phụ trách chủ trì giáo vụ xiển giáo, năm đó lại là lão sư của Hiên Viên Nhân Hoàng nhân tộc, không nên không biết hậu quả hành động của mình, đây chẳng lẽ là bị kiếp vận khống chế, ảnh hưởng tới tâm thần. Quy Linh Thánh Mẫu ôn nhu nói, Quảng Thành Tử sư huynh mặc dù đấu pháp không tính hàng đầu đệ tử đạo môn, nhưng đạo cảnh tự thân cũng không thấp, kiếp vận đại kiếp nếu lợi hại như vậy, chúng ta e rằng đã sớm trúng chiêu, sư muội nói có lý. Đa Bảo đạo nhân nhìn về Quảng Thành Tử phía dưới, cao mày nói, như vậy vì sao Quảng Thành Tử sư huynh sẽ làm chuyện như vậy? Có chút cố ý khiêu khích nhân tộc Nam Cực Tiên Ông Thuận Thế nói, không bằng mời tinh quân cởi bỏ giam cầm Quảng Thành Tử. Nghe y nói như thế nào, Lý Trường Thọ giờ phút này lại trầm mặc, lặng lặng ngồi ở trên mây, nhắm mắt suy tư. Chúng tiên tiệt giáo ngày hôm nay đến đây, kỳ thật mục đích chủ yếu là giữ thể diện cho Lý Trường Thọ, cũng không phải nhất định tới đánh nhau sống chết cùng với xiển giáo. Dù sao sau khi chảm thánh, hai giáo đã không cần phân sinh tử, nhưng tiên xiển giáo thấy thế, còn tưởng rằng Lý Trường Thọ không dám để cho Quảng Thành Tử mở miệng, tất nhiên là nhao nhao hô ứng Phổ Hiền chân nhân kia nói một câu, coi như là định tội Quảng Thành Tử sư huynh, cũng phải nghe một chút Quảng Thành Tử sư huynh giải thích, nơi đây nói không chừng có chỗ hiểu lầm gì đó. Xích Tinh Tử trầm giọng nói, bạn đang xem sư huynh a, sư huynh được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Quảng Thành Tử sư huynh xưa nay hành sự có độ, rất không có khả năng làm ra chuyện như vậy, xác nhận phải dò hỏi kỹ càng. Các tiên xiển giáo khác cũng từng người mở miệng, nhao nhao nói hẳn là để cho đại sư huynh bọn họ nói vài câu, giải thích cụ thể xiển giáo bọn họ lần này mặc dù đối lý, nhưng nếu có ẩn tình gì, cũng sẽ không ảnh hưởng giác quan của đệ tử trong giáo. Đối với đại sư huynh duy chỉ có Thái Ất chân nhân, giờ phút này không nhịn được nói thầm một câu, làm sao có cảm giác, vẫn không nên để đại sư huynh mở miệng thì tốt hơn không ít. Tiên xiển giáo nhao nhao trợn mắt nhìn Thái Ất chân nhân, Thái Ất chân nhân lui lại nửa bước, núp ở phía sau Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn luôn trầm mặc. Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, cũng không nói thêm cái gì, thân thình ngồi trên đám mây, đưa tay vẽ xuống ấn phù, cong ngón tay búng ra. Đối với Quảng Thành Tử, quanh người Quảng Thành Tử phiêu khởi trận trận tiên quang, một đạo hư ảnh hiện ra ở phía trên tiên khu, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía trên mây, khẽ nhíu mày, bờ môi nhấp nhẹ, lại lập tức khôi phục thành khuôn mặt lạnh lùng. Y nói, Trường Canh sư đệ, đây chính là thái độ của ngươi đối với sư huynh sau khi pháp lực thần thông cường hoành. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ngày hôm nay coi như pháp lực thần thông không bằng sư huynh, cũng phải tìm sư huynh đòi một lời giải thích. Nam Cực Tiên Ông lập tức nói, Quảng Thành Tử, tinh quân đại nhân nói ngươi dùng tiên pháp can thiệp thế tục, mưu hại nhân hoàng nhân tộc, việc này ngươi có nhận? Quảng Thành Tử bình tĩnh gật đầu, nói, nếu đế tân kia cũng coi như nhân hoàng, bần đạo xác thực làm như thế, đại vương sao lại không tính nhân hoàng? Đắc Kỷ ngẩng đầu nhìn hằm hằm Quảng Thành Tử, đôi mắt đẹp tràn đầy hận ý, đại vương thân phụ khí vận nhân hoàng, tiên nhân tam giới người nào không biết, ngươi cấu kết tông thân, mê hoặc tế tự, âm mưu bố cục, lấy chư hầu Chu Quốc làm đao, giả danh thiên tử, dùng đan dược đúc thành ma binh, làm cho đại vương nhà ta tự thiêu. Văn Thủ Định Thanh quát mắng, yêu phụ đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Nha, còn yêu phụ Quỳnh Tiêu liếc mắt, đều là sinh linh do sinh linh đại đạo tạo hóa, trang cái gì mà trang. Quỳnh Tiêu. An tĩnh quanh người Lý Trường Thọ nổi lên tầng tầng đạo vận, một tiếng nói nhìn như bình thản, lại làm cho chúng tiên cùng nhau yên lặng, đạo tâm thậm chí cũng đều có chút yên tĩnh. Không ít tiên nhị giáo kinh ngạc nhìn về phía Lý Trường Thọ, nhìn khuôn mặt thanh niên góc cạnh rõ ràng kia, đạo tâm không khỏi rung động. Lý Trường Thọ nói, Đắc Kỷ đừng có lại mở miệng. Quảng Thành Tử, ta lại hỏi ngươi, sự tình Đắc Kỷ nói tới, ngươi có nhận không? Quảng Thành Tử bình tĩnh gật đầu, nói, nhận. Có ẩn tình khác không? Quảng Thành Tử nói, cũng không có ẩn tình. Lý Trường Thọ nhướng mày, lạnh nhạt nói, nếu như thế, bản thần định tội ngươi mưu hại nhân hoàng, phá hư bình ổn phàm tục Nam Thiệm Bộ Châu, dao động uy tín thiên đình, không để ý sự an ổn của thiên đạo. Gọt ngươi tam hoa trên đỉnh, lấy ngũ khí trong lồng ngực ngươi, lại đánh vào lục đạo luân hồi, cửu thế không thể tu hành, ngươi có tâm phục không? Ngươi! Quảng Thành Tử biến sắc, nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ, lãnh đạm nói, Trường Canh sư đệ, đừng có làm quá mức. Sự tình nơi đây, ta và ngươi rõ ràng nhất. Đế tân này nên có một kiếp này, bần đạo chẳng qua là theo đà phát triển, lại có sai lầm lớn gì? Thiên mệnh tại chu vốn nên hưng, có lẽ xiển giáo tin thiên mệnh, nhân giáo chúng ta lại không tin, nhân tộc cũng không tin. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú Quảng Thành Tử, nhân tộc có thể đi đến ngày hôm nay, dựa vào không phải cái gọi là thiên mệnh, ngươi từng là đế sư, hẳn nên hiểu điều này, ngươi nói sự tình nơi đây, ta rõ ràng nhất, vậy không bằng liền nói một câu, nói ra, để tiên nhân ở chỗ này đều nghe một chút, đế tân đến cùng vì sao phải chết, ngươi lại vì sao không kịp chờ đợi như thế? Nguyên thần Quảng Thành Tử có chút nắm quyền, lại lập tức buông ra, không nói một lời nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Sư đệ, ngươi nếu làm sự tình ngỗ nghịch như vậy, đừng có kéo đạo môn vào vũng bùn. Sư huynh ngươi không đại biểu được cho đạo môn, ta cũng không đại biểu được cho đạo môn. Quanh người Lý Trường Thọ hiện ra uy áp nhàn nhạt,
hư ảnh không động ấn ngưng tụ thành ở sau lưng, một đầu đại đạo huy hoàng chấn áp xuống. Đại đạo này, ngừng ý chí bất khuất, truyền tải tín niệm kiên cường. Kỳ danh nhân đạo. Nhân đạo tồn tại vĩnh cửu ở giữa thiên địa, lại lần đầu tiên cụ tượng hiển lộ. Tiếng nói của Lý Trường Thọ to như tiếng chuông tiếng trống, chấn động ở bên trong thiên địa, nhưng ta hôm nay, đại biểu nhân tộc tình ngươi trả thù, đại biểu thiên đình, giữ gìn tôn nghiêm thiên quy. Càng có thể đại biểu chính ta, nói một câu đối với sư huynh ngươi, hoặc là ngày hôm nay nói ra ẩn tình sau lưng, nói ra ngươi đến cùng vì sao làm việc như thế, hoặc là bị ta xử trí vân, cho ta mượn dùng hỗn nguyên kim đấu một chút. Vân Tiêu lập tức tiến về phía trước, hỗn nguyên kim đấu trong tay bay về phía Lý Trường Thọ, bị Lý Trường Thọ đưa tay tiếp được, ấn xuống đối với phía dưới trường canh hạ thủ Lưu Tình. Nam Cực Tiên Ông cao giọng la lên, càng có tiên xiển giáo vọng động xuất thủ, nhưng Lý Trường Thọ quay đầu đảo qua một chút, hư ảnh không động ấn rung động, uy thế huy hoàng nhân đạo ngập trời, lại ngăn chặn chúng tiên bọn họ không dám nhúc nhích. Ánh vàng lóe lên, hỗn nguyên kim đấu đến lòng bàn tay Lý Trường Thọ, tiên khu Quảng Thành Tử lập tức bị đặt vào bên trong hỗn nguyên kim đấu, nguyên thần kia cũng phiêu ở giữa không trung, vẫn như cũ chỉ là hư ảnh, nguyên thần chân chính vẫn là bị khóa ở bên trong hỗn nguyên kim đấu, giờ phút này vẫn như cũ chỉ là hình chiếu nguyên thần. Lý Trường Thọ định tiếng nói, Quảng Thành Tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Thái Bạch Kim Tinh, trong mắt Quảng Thành Tử tràn đầy lệ mang, la hét, ngươi làm việc như thế, thế nhưng có để xiển giáo chúng ta ở trong mắt. Là ngươi không coi người là người trước, sao lại trách ta không coi tiên là tiên? Lý Trường Thọ tay nâng hỗn nguyên kim đấu nở rộ quang mang, tựa hồ lập tức liền muốn chuyển động, một câu sau cùng, nói, hay là không nói? Lý Trường Canh, là ngươi muốn phản thiên, đừng có liên lụy chúng ta. Tốt, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Mí mắt chậm rãi rủ xuống, hỗn nguyên kim đấu trong tay lập tức liền muốn chuyển động, tiên xiển giáo một bên lập tức liền muốn xuất thủ, Vân Tiêu, Đa Bảo đạo nhân, Quỳnh Tiêu, Quy Linh thánh mẫu lập tức liền muốn nghênh chiến. Đúng lúc này, một tia đạo vận đến đúng như dự đoán, quang mang hỗn nguyên kim đấu bị áp chế, càn khôn giống như ngưng kết. Uy áp khiến cho kim tiên gần như ngạt thở. Phương thiên địa này phảng phất như bỗng nhiên trở tối, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước người Nam Cực Tiên Ông, chắp hai tay sau lưng. Một thân áo dài màu xám, khuôn mặt không có cách nào nhìn thẳng, coi như nhìn qua cũng sẽ không lưu lại chút ấn tượng cho sinh linh. Đạo vận kia phảng phất như lộ ra trật tự, sự huyền diệu của quy tắc. Thân ảnh kia chỉ là xuất hiện ở nơi đây, tất cả sinh linh bên trong phương viên mười mấy vạn dặm liền đều nghẹn ngào. Giáo chủ xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không mở miệng, khuôn mặt cũng vô hỉ vô nộ, bình tĩnh nhìn chăm chú Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại là phản ứng nhanh nhất ở bên trong chúng tiên, hắn bình tĩnh đứng dậy, vái chào một cái đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, miệng nói một tiếng, đệ tử Trường Canh, bái kiến nhị sư thúc. Chúng tiên cũng lập tức nhào nhào hành lễ, tiệt giáo xưng hô một tiếng nhị sư bá, xiển giáo tất nhiên là xưng hô một tiếng lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, xem như trả lễ đám tiểu bối này, nhân tiện nói, Trường Canh, Quảng Thành Tử là ái đồ của bần đạo, có thể bỏ qua cho y lần này hay không? Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, lộ vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói, nhị sư thúc, Quảng Thành Tử sư huynh lần này đã là gây ra tai họa. Khí vận nhân hoàng sau khi vỡ nát, lúc này còn không có dấu hiệu ngưng tụ, nhân tộc tổn thất không khỏi quá mức thảm trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bần đạo biết Trường Canh quan tâm nhân tộc, cũng biết Trường Canh hiện giờ vai gánh trách nhiệm nặng nề, nhưng xiển giáo chúng ta hành sự xưa nay chính là tuân theo lý lẽ thiên địa, Quảng Thành Tử hành sự là bần đạo dạy, trong mắt bần đạo, y làm không sai, đi không sai. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Recap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.